Hello, hello. Hello. Chà bánh gì đang kiếm không? Chỗ này có đem áo hay hai? Vẫn là màn hai cảnh cũ. Con vô chưa? Sau này mình như mặc cái áo này như hơi mình nực quá không hả? Người ta trong đây bữa nay mẹ nực. Alo. Truyền. Rồi con vô chưa? Bị lỗi này về. Vô lại em mấy chị ơi. Hello 157 anh em. Vẫn tiếp tục chương trình nha mấy chị ơi. Chào chị Sang Bảo, nhận được cái bông sòn đẹp lắm hả chị? Em chào chú Nguyễn Lệ nha, em chào chị Đặng Lan. Dạ, nhận được bông đẹp lắm ha, em cảm ơn, tình yêu xinh đẹp. Rồi, vô lại, dẫn chương trình cũ. Rồi, chúc đơn. Em còn đây bao nhiêu món ta? Hai, em còn 10 món. Em còn món 10 món, em cho đậu luôn 10 bán lỗ 20. Rồi, từ giờ lên sạch nha. Đây, em có cái bông tay này, vô liền nè. Vô liền, lẹ liền nè, có Đức Quỳnh Tiền Giả đang coi em nha. Ba ly sáu nước ép VVS1 biền gì. Rồi giỏ với bông sò lô men bông này hột 2 ly. Đây mấy chị yêu đẹp. Dạ em chào chế Tống Quê Trình. Dạ chào tình yêu Như Hưng, chào tình yêu Nguyễn Lệ. Rồi bông dưới hột luôn em siêu to hột 2 ly, 2 ly 1, 2 ly 2. Chào tình yêu Như Hưng à, chị Vinh xinh đẹp dễ thương ha. Rồi công đức cũng xong cho vài cái trái tim lên trên trời mấy chị ơi, quả tiễn lên mấy chị ơi. Rồi chúc đơn như quả tiễn giúp em nha. Cái giỏ này mấy chị phải mua giá 24 năm. Cặp hộp năm nay mấy chị phải mua giá 15. Nguyên đồ bông này phải mua giá 40 triệu. Em chốt đơn đồ bông này 27 triệu 200 ngàn. Em cho đậu lô 10 bán lô 20 luôn nha cả nhà ơi. 27 triệu 200. 27 triệu 200. Dạ chào Bích Trần, chào tình yêu Hà Yến, chào tình yêu Nguyễn Huệ, Chí Linh, Như Hưng. Ok nè. Rồi bông tay em à, em tắm siêu to, tắm 2 ly chủ sòn luôn em mấy chị ơi. Chốt đơn 27 triệu 200. 27 triệu 200 ngàn siêu rẻ, chủ 36 luôn. Kiểm định luôn, xuất sắc luôn, kèo thơm luôn mấy chị ơi. Mấy chị ơi, lẽ còn 10 món đó mấy chị ơi, chút xíu qua phần trăm rồi đó. 27 triệu 200, giỏ bông mai nữ hoàng hộp 2 ly, chủ sòn 3 ly 6 luôn giúp em. À, em chào tình yêu Mini Nguyễn. Trái tim sòn này mấy chị 15 triệu 500 ngàn mới mua được mấy chị ơi. Chào gà gán cốc tên. Đưa em ào đồ đây. Bông 27 triệu 200 mấy em nội ơi. Anh bốc cho bé gấu mới mua vòng tay. Ok bé gấu để anh bốc mua vòng tay liền. Rồi tôi lên đơn nè tôi đi. Trời ơi mấy chị. Cái đó bông này 27 triệu 200. Suy nghĩ cái gì. Nè 27 triệu 200. Đó nó đẹp kiểu gì đó. Bao xuất sắc luôn, giá quá thơm thì một cuộc tình. Dạ, duyên 36 luôn tình yêu. Cho mượn cái viết dán mắt lên cái con ơi, sao cái tay tao đụng như này à. Cho mượn cái viết dán mắt lên Vinh đi con ơi. Chốt đơn 27 triệu. 27 triệu. 27 rồi, chốt đơn em 27. Giá hơi bị thơm. Ai bỏ lỡ tiếc. 27 con số giờ dứt. Ờ nó dính gì đây bé yêu. Chết rồi. Giờ vui lòng mua cái viết dễ khác đi nha bạn yêu. Trời ơi nó hết mực rồi bà ơi. Tiêu tôi rồi. Nó đóng cục rồi nè. 27 triệu. Rồi bông tim em chốt cho 11 triệu 500. À, này là dây đầu lai còn không á. Là gì em à, đầu lai gì quên bạn ơi. Dây gì Thúy Hằng Trần ơi 27 triệu giúp em này 27. Bông tim là 11 triệu 500. Rẻ banh nóc. Bán 27 đó. Bao rẻ bao tê tái. Rồi 11 triệu 500 nghìn. 11 triệu 500 bông trái tim sòn 11 năm, quá rẻ.
Dạ em chào tình yêu Võ Nguyệt Hằng. 11.500.000. Rồi qua một gỗ xoàn, còn 10 còn mấy món thôi. Cho nồi á, cho nồi nha, 27 triệu rồi, 400 hết rồi em ơi. 274 hết rồi, 11 năm bông xoàn cái tim. Bông xoàn 36 chủ xoàn kiểm định nước ép, tắm 2 ly luôn mà em. 27 triệu. Quá dễ chứ đẹp. Rồi đây. Ủa đâu bông 5 triệu này có chốt chưa vậy Duyên? Duyên ơi. Giỏ vàng hồng hả chị? Ờ em không có giỏ vàng hồng. Em có màu trắng không? Em không có về màu hồng. Rồi giỏ bông 5 triệu giúp em. À, một bên 8, hai bên là 16. 10 triệu 500 ngàn mua được nha. Em đang tặng hộp nhân tạo 5 ly 4 nữa. Rồi chốt đơn lùm em 5 triệu. Món chốt cho hai chị nha. Phần trăm có ghi khoảng 10 món đó là xong rồi mấy chị ơi. 10 món đó là em xong rồi đó. 10 món là xong là loại 10-20 đây. Rồi 5 triệu đầu tiên là gà gán gốc ken. 5 triệu nè. Lên nè. À, Trần Dương giùm em 5 triệu nè. Một món chốt cho hai chị loại 10-20 nha. Còn kia thì em sẽ để trước sau. Rồi nhẫn này chốt đơn em 4 triệu 8. Cái căn nặng nó nặng lắm nha mấy chị. Ni tay em chỉnh sửa ni tay được nha. À, nó có một viên sọn đây, hình của nó là hình 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 ấy em. Mấy chị ơi tiền vàng không em nói mấy chị nghe nha. 5 triệu 8 xin lỗi mới lời lộn mấy chị. 6 triệu 8 bắt 5 triệu 8 nha. Tiền vàng không là 5 gram 15 rồi. Tiền vàng không trên 5 triệu 8 rồi nghe cả nha. Tiền vàng không là trên 5 triệu 8 rồi đó. Như viên sọn này em tặng đó. 5 triệu 800 nghìn. Ủa sao dư 30 cưng, cái kia 190, cái này 170, dư 20, sao dư 30? Xin lỗi tao lên, xin lỗi mày, xin lỗi, trúng chữ tao, xin lỗi. 5 triệu 8, ta cọc nó ông nội thôi, xin lỗi. Tiền vàng không trên 6 triệu nó mấy chị. Bông ngôi sao trong tin nhắn hình như hết rồi bé ơi. Xâm Nguyễn. Trời mấy chị đã bông vuông nè, giá sập sàn luôn em nha mấy chị, đèo nhiều chi mén. 27 triệu mới mua được đó, 2 viên trên đây là 2 viên sòn, 2 ly rưỡi luôn. Nguyên là bông ghép sòn luôn, em chốt đơn giá 22 triệu kèo quá thề. Tê đê luôn em. Rồi chốt đơn 22. 58 chị yêu Sâm Nguyễn, chị Văn Thảo. Ai chuyển trước chị đó có đơn nha. Ai chuyển trước chị đó có đơn. Rồi bông tai em đặt lại 27, em chốt đơn 22. Vỏ hộp luôn, dính chung luôn gì em 22 triệu. À, 22, rẻ hả mấy chứ. Chốt mấy ngày mà không gửi hình là sao chứ. Chốt livestream mà phải có hình nha. Còn bill nó có chụp bill chứ chưa. Chưa chụp là shop. Chờ neo đặt lại hả. Đặt lại không? Đặt giá đó được đâu cục cưng. Gà gán gốc keo vô 5 triệu chưa. Đặt lại giá 1399 nè mụi ơi. Vậy đó thì giá nó cho khách xả mấy ta. Nhận tim hết rồi. 22 triệu hoa lê nè con. Siêu rẻ bà co chúa luôn mấy chị ơi. Đang 50 món đây là 10-20, trời ơi mấy chị ơi. Rồi chuẩn bị nghe em nói nha. Cái này là hộp tắm 2 ly luôn. Nguyên đa bông này giá siêu bình dân nè mấy chị ơi, siêu dễ dễ luôn nè. Cái này là chủ 3 ly 9 nha mấy chị. Hôm nay 3 ly 9 mấy chị phải mua một viên của nó là 11.500, 2 viên 23, cái vỏ này 20 là 43. Nha 43. Em chốt đơn đôi bông này bữa nay cho mấy chị luôn. Chủ 3 ly 9 sầu luôn mà em. Quá rẻ cho một cuộc tình. 32 triệu 900 nghìn. 43 nghe mấy chị. Bây giờ phải mua là mua 43 đó. Tắm 2 ly. Tắm 2 ly. Em chốt đơn cho mấy chị quá rẻ. 32 triệu 900. 32 triệu 900 nghìn. Chủ sòn 3 ly 9 kiểm định nước ép VVS1 kiểm định B&G. Quá rẻ và đẹp luôn em nha mấy chị ơi. 3 ly 9 nhưng mà 3 ly 6 luôn nha mấy chị. Tắm xung quanh 2 ly, ly 1 nha mấy chị. Rồi 329 số đẹp. 329 chủ sòn luôn em, 3 ly 9 luôn. Rồi nhẫn này em chốt đơn cho 16 triệu luôn. Rồi xong chương trình 50 món này lên tiếp. Dạ em chào Uyên Nhi. Trời chiếc nhẫn này mấy chị 16 triệu nhẫn Amarone. Siêu to luôn em, chị nào bỏ lỡ tiếc. 16 bông tai 32 9, 3 ly 9 mấy chị ơi. 3 ly 9 32 triệu 900 nè. Đó, bao đẹp luôn em này. Đó, thấy chưa, 32 triệu 900 nghìn.
Nguyễn Thu Hương, ok. Áo hết rồi chị gái, áo chuyển chưa Duyên ơi? Áo 899 ngàn chuyển chưa cục cưng? Áo bán rồi gái ơi, áo chi dí rồi. Rồi chiếc cuối cùng luôn em 15 triệu. Chiếc nhẫn này bán lỗ nha bà con. Chiếc nhẫn này bán lỗ nha, 15 triệu. 15 triệu giúp em, 15. Rồi xong chương trình 10-20 nha mấy chị ơi, tới 15-25 nha. Kệ đi mấy chị, người ta tới 20-30 là mấy chị. Có chỗ tới 15-30 chứ không có 15-25 nè. Nha mấy chị ơi xinh đẹp. Ba hộp ở chính giữa nó là sòn full rồi mem Amaron, hai hàng tròn với một hàng kia. Mười lăm. Rồi em lên này xíu, em lên hàng đẹp cũng giá mềm luôn. Dạ rồi, mấy cái chương trình bên đây là 15% nha, kệ cái nào cũng đẹp mấy chị ơi nha. Cái đó em tri ân 50 món rồi. Chiếc nhẫn này mà em bán 15 triệu thì mấy chị nghĩ đi, thì làm gì mà mua được mấy chị. Mấy chị trao tặng mẹ đeo được luôn nha, chị đeo được, vợ đeo được luôn, anh chị em đeo được luôn. Cái tin nhắn ở tình yêu Đặng Phạm Ngọc giúp em. Rồi ok, đây mấy chị gái ơi, mấy chị gái ơi tập trung nghe em nói nha. Rồi bông này em về 5 em còn 1, giá sập sàn luôn cho mấy chị luôn. Cái này đâu gớt chứ bông mà mấy đích. Duyên ơi xong hối đích cho chị Vinh đi Duyên ơi, năn nỉ cho về mấy Duyên. Bông 2 tầng em chốt đơn luôn cho 14.500.000, ai bỏ lỡ tiếc cho mấy chị. Giá chưa sale là 18.500 nha, giá bỏ hẳn chốt sale rồi còn 16.8 nó, bên này bán 14.500. 2 tầng hộp luôn em, siêu đẹp. 2 tầng hộp, ok heo xịn, ok Uyên Linh. Rồi hết chương trình 50 món 10-20 nha, tới 15-25 triệu và 15-25 giúp em nha. Thôi kệ nha mấy chị, có 50 ngàn coi như cho em nha cả nhà, coi như cho em nha, rất là đẹp rồi. Chúc mừng Uyên Linh, to đùng luôn em. Cái này em đeo kiểu được nè, em tách lẻ được, em cho dính luôn cũng được luôn giúp Vinh. Rồi, bữa nay vô mánh nè. Chốt đơn gầm thấy mặt em tươi đơn không? Tươi rói. Rồi bông tai chốt em 14.500.000. 14.500.000 mấy chị nhìn đi, bao dễ thương. 14.500.000. Một bốn năm. Rồi đôi đang đeo. Nguyễn Trâm á, coi tin nhắn chứ Nguyễn Trâm mấy con ơi. Chắc tin nhắn là tình yêu mầm mít nè, ok bé yêu. Sáng bên em 9 giờ có đăng cái bạn giải quyết bill á, mấy chị có comment vô đó giúp em cho bạn làm tiếp em không? Chịu khó giúp em nha mấy chị. 14.500.000 Nguyễn Thanh. Dạ cái này nhận 3 ly 6, 4 ly, 4 ly rưỡi, 5 ly 4 được luôn. 14.500.000. Rồi chốt đơn. Cái này mấy chị nhận 36 cũng đẹp, 4 rưỡi cũng đẹp. Cho giúp bút lông đỏ đi em ơi. Này đánh bút lông đỏ không? Dạ, đánh bút lông. Hồi nãy là màu xanh là 10-20 đó cưng, màu đỏ là 15-25 nha. Rồi chốt đơn em 14.500.000. Rồi sao cũng chốt cho hai chị luôn nghe Duyên. Rồi em đi phạm giùm em 14 năm. Dạ. Ồ cũng không gì mấy chị, tại cái tánh em thẳng lắm mấy chị ơi. Từ đó giờ em nói mấy chị vậy đó, em không có quanh co được, em có nực em này kia nọ, em phải liền mấy chị. Cái nết em hơi dựng chút xíu, thông cảm giúp em ha, nó hơi dựng liền chút xíu mấy chị ơi, dựng xong hết rồi. Rồi em có cái bông vuông này cực kỳ là siêu đẹp, giá cũng siêu thơm luôn, giá chợ đen là 34.800.000 này cả nhà. Em chốt đôi này siêu rẻ luôn, ai hên mua được nè. Ở ngoài nó Amaro 2.5 ly nha, cái này nhận giùm em nhỏ nhất là 4 ly, tại cái form nó lớn. Em chốt đơn 21.900.000. Em bán sòn, em bao, em chấp hết chứ mấy chị. Em bình thường mấy chị sẽ được gọi là chấp đẹp nhất đúng không? Em chắc đẹp nhất, mới nhất, rẻ nhất, trắng nhất luôn cho mấy chị luôn, đừng lo luôn. 21.900.000 giùm em. Đâu này mấy chị mua đâu có 21.900 nói em cộng với đi về nha.
rẻ gì rẻ, sale gì sale cũng phải 28 triệu, chứ không có giá 21.900 như cái Vinh đang cầm đâu. Em là phương châm của em á, nhập số lượng nhiều, tiền nhanh, à, đồ phải lớn, về giá bình dân cho mấy chị luôn. 21.900 em chốt cho 2 chị thôi mấy chị ơi, chứ giờ chốt nhiều quá em không có lo được. Duyên nói chốt cho 2 chị thôi. 21.900. Ừ. 21.900.000 rồi, giúp em 21.900. Rồi. Ờ mấy món ý 10-20. Bây giờ cái chữ màu xanh là 10-20 đó, chữ màu đỏ là 15-25. Chị lên rồi đó. Chị có mấy chị ăn nó kệ đi, cái nào cũng được mấy chị. Đây mấy chị gái, em có đâu này cho mấy chị luôn. Đâu bên? Chị Mona Tiết ha, thấy bên kia bán đâu đó 34 triệu đó chị ha. Đó mấy chị đâu nó dốc mấy chị. 21.9 em chốt cho tình yêu Yến Nguyễn. Cái này chủ sòn 3 ly 6, nó 2 tầng 1, tầng ngoài tròn, tầng trong amaro. Nguyên một đôi bông này luôn, em chơi giá sập sàn với chị luôn, 31 triệu nguyên đôi bông này. Ai bỏ lỡ tiếc nha. Mô Nano nói nó mấy chị gái, bên đó bên kia ta bán tới 34 triệu đó mấy chị ơi. Trời bán giá bình dân đó mấy chị, cứ yên tâm đi, em còn tặng hộp nhân tạo cho mấy chị nữa. Rồi mấy chị xinh đẹp. Rồi chốt luôn làm em bông này, chủ sò luôn em nha. Đôi này em cho đậu lô 10 bán lỗ 20 mấy chị, nó có dính chung chủ. Nó có dính chung chủ lôm em, đổi lỗ 10 bán lỗ 20. Đổi lỗ 10 bán lỗ 20. Đổi lỗ 10 bán lỗ 20 luôn giúp em bông này. Trời ơi đôi này quá đẹp mấy chị, nữ hoàng này. Lên trái tay nó siêu to. Đổi lỗ 10 bán lỗ 20. Rồi chốt đơn luôn em này. Cái kia chắc em ấy đi em biết sao không? Duyên tại kia nó mất công mấy chị chụp lại mà nó giá đó là không có. Không có bán cái đó được nha Duyên ơi. Cho nên cái like đó chị xóa nha. Chứ giờ cái like đó mất công mấy chị, em lết ấy mấy chị lôi cái like đó ra nữa. Đặt cái đó nữa là tiêu nữa, thông cảm giúp em. Có cái like nào đặt được em để nha, còn like đó em đặt không được em không để nha cả nhà. Nhưng mà vô em kiếm mấy chị được không? Rồi ok, trời ơi tội nghiệp tôi nghe. Được không nghe bà? Trời ơi chua mía chinh. Rồi 31 triệu mấy chị ơi, cái giỏ này không bán 28 triệu rồi, cặp hộp phải bây giờ bán 15 triệu nữa. 21.9 Yến Nguyễn con vô chưa? 34 triệu. 34. Rồi đôi này dùm em có đôi một duy nhất 18 triệu luôn dùm em. 26 triệu em hết rồi. 25 triệu là gì á mũi ơi? Bóng đó 31 triệu mấy chị ơi, em cho đậu lô 10 bóng lô 20. Đôi dưới màu xanh này có cái cô con ơi. Xã 24 cho người sao? 14 năm chị có chốt không mà xã người sao? Nguyễn Thanh xã nè. Con vô lại cho người sao đi con ơi. Trời đâu bóng đẹp quá chế, bự nữa chế ơi, không nhỏ đâu chứ. Rồi giùm em ha. 14 triệu 500. Anna vậy là chốt cho anh Lê. 145. Suri 145. 1450. Mặt sòn nhỏ 219 luôn vô chị kêu chưa? Rồi đâu này giùm em chốt đơn cho bông này. Hàng mới đẹp luôn em. Em chốt đơn cho giá 18 triệu. Giá quá thơm cho một cục tình nha mấy chị. Tầng trong nó tròn, tầng ngoài đi amaro. Hình nó giống như một ngôi sao thủy tinh. Nhận giùm em 3 ly 6, 3 ly 9, 4 ly, 4 ly rưỡi, 5 ly 4 được luôn. Rồi chốt đơn. Em ở Long Xuyên An Giang, chị Lê Khanh đẹp gái ơi. 18 triệu. Dòng full hộp hả chị gái? Ca này bông nhẫn mặt nhiều chị ơi. Bông nhẫn mặt, bông nhẫn nào nhiều. Nè mấy chị, 18 triệu, siêu rẻ luôn, to đùng luôn. Ý ha, rồi có lên ý luôn, có đầy đủ. Rồi em lên này, em qua chương trình này cái. Em có bông trà nầu, em về được 5 đôi. Em bán giá cho mấy chị luôn 1 triệu 300 ngàn 1 gam mẫu mới luôn dùm em nha. Chị mới trên nó khen amaro, dưới nó hàng lồ luôn em. Mẫu này có mình em có đơn nha cả nhà. Trắng đẹp lung linh luôn, amaro cao cấp luôn, hàng độc 5 đôi. Chốt dùm em là 9945.
9.945.000. Nè tình yêu, 9.945.000. 9945, em có số lượng là 3 đôi. Ờ mấy chị ơi đẹp, mấy chị ơi, mấy bà đừng bỏ lỡ. Em nói thật sự luôn. Bông này có một mình em có đơn trên thị trường. Mấy chị đeo nó cực kỳ khỏe lỗ tai luôn, em không đụng hàng luôn. Cực kỳ khỏe lỗ tai. Rồi em có số lượng 5 đôi, em không có chị gái bé mi ơi. Bông 18 trên đó nhưng có cơ. Ủa mấy chị, đôi này 11.500 này, chị nào lấy dinh bớt luôn cho 11 triệu. Dễ thương luôn mấy chị. 14 tháng 2 tặng cái tim là đúng rồi mấy chị nè. 14 tháng 2 tặng cái tim sòn. Đây mấy chị gái chưa? 14 tháng 2 tặng cái tim sòn. Đó, bao đẹp luôn em, 11 triệu. 11, 11. Lên mặt sòn đi chị, Vinh có cái mặt sòn ghép này, Vinh bán lỗ nè. Rồi bông cái tim 11 luôn, không ai ấy thì con đăng lên bán em mẹ đi. Bông tai 9945 mấy chị ơi. Bông tai 9945. 9945 để mấy chị, mấy công mấy chị bắt ta đặt lại, do đó ta đặt không được nha Duyên. Rồi sợi dây này dùm em 18.500 mới mua được nha. Em chốt xem mấy chị 14.500. Trời ơi kèo thơm chứ mấy chị, dây cạc chia sò 14 năm. Dây này em cho mấy chị đổi lỗ 10 bán lỗ 20 dây này nè. Dây cạc chia sò 14.500. Rồi lên luôn 14 năm giúp em. Trời ơi đẹp chưa mấy chị. Sòn cạc chia đổi lỗ 10 bán lỗ 20 sợ này. Đổi lỗ 10 bán lỗ 20. Dạ nó qua mã đó lâu rồi giờ nó không kịp mấy chị. Chị nào lấy 14.900 nha, 14.400 đi cho nó khác mã chi xíu nha. Em bớt 100.000 nè mấy chị. Cạc chia sòn dây luôn dùm em 144. 144 rồi Long Dương với Thiện Nhân 10-20 nha, em có ghi màu xanh là 10-20 đó con, nhớ hay Duyên ơi. Với lại trong cái tin nhắn của mấy chị là có ghi rõ ràng 10-20 nha. Ghi 15-25 mà mấy chị không coi mấy chị lộn, mấy chị gán chịu nghe nói trước nha. Để mấy công dãy tử em mệt lắm, nào nói trước à. Có lộn cũng gán chịu, tại mấy chị không để ý gán chịu mấy Duyên. Chứ để xong rồi bắt đầu lại ai cũng nói gì chân, nói gì tùm lum ba khía quá à. Trong đây nó có rõ ràng tin nhắn hết trơn rồi. Rồi không chịu thôi vậy đó, rồi 14.400. Rồi 9945. Em hóa rồi tình yêu, 9945 là bông tai đang đeo bạch kim. Trời giá thơm phức luôn, dây vô rồi nè con. Bông không có 5 đôi hả, à, bao đẹp. Bây giờ có 5 đôi bao đẹp. Rồi đó bông vuông nè, em hàng đẹp luôn, siêu to, siêu rẻ luôn. Trời ơi, chu cha mời. Chu mi á, cái giá luôn đó. 35 triệu bán 24 triệu đó. Tấm xung quanh, tấm ly 6, ly 7 đó, tấm to đó. Amaro là âm Amaro 2 ly rưỡi luôn. 35 bán 24 mấy chị ơi, đẹp quá trời, đẹp cái form của nó, form 3XL. Đó, 3 tầng hộp luôn nha, tầng trong của nó Amaro, tầng kế tiếp học tròn, tầng ngoài học tròn luôn, siêu đẹp luôn mấy em này. Không kịp rồi, hết rồi, em chốt hai người à. Mày có để khóm không con ơi? Trời ơi, uống ba tôi bị dương mày chứ. Mà tại nó xuống thiệt mấy chị ơi. Bà uống đi, mấy bà xuống. Em uống em xuống, em nghĩ nó xuống nhanh vậy luôn á. Em cần lên sáng 5-3kg. Thì thẳng ra là có 4 ngày mà em sụt 3kg. 4 ngày em sụt 3kg luôn á. Em muốn mấy quỷ dương này không nè. Cho là anh bóc đường yêu linh nhi. Mà nó bằng trái cây tự nhiên đó mấy chị cứ yên tâm. Mình gọi với sợ gan thận mình hư. Rồi nó bông vuông 4 cánh luôn dùm em, 24 triệu siêu to. Này mấy chị, đặt để lên trái tay của em. Nó hết luôn trái tay của em. Nó quạm luôn, mấy chị thấy nó quạm luôn không? À, nó quạm luôn không? Mà cái mẫu nó cực kỳ là lạ luôn nè. Cực kỳ là lạ luôn. Rồi 24, nhẫn vàng hồng đi chị hả? Vàng hồng nhẫn lý nha cưng. Rồi em lên cho nó luôn cái đồng hồ này luôn dùm em nè. 24 triệu. Không, sáng em ăn cơm bình thường chị ơi. Sáng em ăn bình thường, trưa em ăn bình thường, chiều em ăn bình thường, tối em ăn ít lin. Tối là em ăn giống như bò ăn cỏ là buổi tối thôi. Còn ban ngày là em bình thường. Bông trái tim vô cho Kim Lon con ơi, đổi lỗ 10 bông lỗ 20 trái tim nha con. 11 triệu đó. Rồi Kim Lon. Cho nồi em đang đeo à, ok Kim Thư, cảm ơn cục vàng 9945 Kim Thư ơi.
ý tao bông sòn à, bán đồ đẹp không ai chịu nổi, Vinh còn không chịu nổi nè. Đồng hồ này sao mày bơm tao vậy Phương, hồ đẹp muốn xỉu luôn á Phương, đồng hồ đẹp muốn xỉu luôn. Cái mặt này đi mua 1.850.000 về bán 1.000.000 à, con ngũ cốc có mua mà để cái nó bị hư luôn á mấy chị ơi. Em về tới nhà là em mệt lắm, em uống nước thì nổi, em ăn không nổi. Mà tối ban đêm là ban ngày em ăn cơm bình thường mấy chị, chưa bình thường, chiều 5-6 giờ em ăn bình thường, tối là em không ăn thôi, em ăn luôn 11-12 giờ đêm em vẫn ăn. Như em đặt cơm ít lin á, có nghĩa là cơm rau củ rồi khoai lang này kia, mỗi ngày nó thay đổi, rồi tối 11-12 giờ em dẫn chồng em là đi hâm cho em ăn. Em không có biết làm, chồng đi hâm không có vô microwave luôn nghe, mà phải hâm cách thủy em ăn cho nó mềm. Dạ, em phải ăn cái đó xong em mới ngủ được. Em là cái đứa không ăn đêm không ngủ được. Dạ, nhưng mà tối là em ăn ít lin, còn ba một ngày 3 buổi em ăn bình thường. Em uống nước đó nữa, em ăn không vô mấy chị, đa số là em uống nước, mấy chị uống nước là nó lịnh bệnh rồi vô ăn cái mình ăn ít lắm. Rồi em chốt luôn này giùm em. Ừ, nè, Vinh đang uống khóm kiwi với lại dưa leo. Mà cũng thấy nó xuống cái bụng thiệt. Nay cái bụng mặt nhỏ xíu, cái bụng hổm chồng em nói á, chồng nó dở cái bụng vợ giống mấy thằng sumo mà giặt lộn á. Trời ơi khen tôi với đứa chị. Dở cái bụng của vợ bữa nay giống mấy cái thằng sumo giặt lộn mà nó mặc cái quần kéo lên trên, cái bụng vợ y chang tướng sumo luôn. Chú cha mà ơi, thấy thương hen. Rồi em chốt luôn cho cái đai nè, nhanh còn chậm mắt nè, em chốt cho cái đai cho 1.250.000 thôi. 30.725.000 một cái đồng hồ siêu đẹp giùm em. Đồng hồ này bé Vinh đi mua vốn giá 1.850.000 là cái loại mặt này nè, 1.850 rồi nè. Có những loại em mua tới 2.400.000 luôn á, mà loại mặt này em mua 1.850.000 mà về em bán mấy chị 1.000.000 nè. Nó tặng trong đây hết 850.000 rồi cho nên không có thâu mặt vô. Lưu ý giúp em, đồng hồ không thâu mặt vô. Bán con 1.000.000 bạc thâu gì, chừng nào bán 7-8 triệu mới thâu. Rồi cái đây á đi đa amoro luôn em. Đồng hồ nó là em cho đổi lô 10 bán lô 20 đồng hồ này. Ai bỏ lỡ tiếc. Đừng hỏi ni mấy chị ơi, ni đang đeo là ni 50, 51, 52, ni lớn hơn nhỏ hơn em làm ni được. Rồi chốt đơn 30.725.000. 30.725. Rồi lên đơn 30.725. Ai mua rồi? Mấy cái đồ em bán em cũng tiền mấy chị đi từ thiện à, em từ thiện hết á. Một ngày em cho, em nói với chị chương trình của em nó gì, 1.300.000. Từ bên kia là 15 triệu. Em cho cơm, nấu cơm mỗi ngày 100 hộp là 15 triệu. Trong kia đó là em cho cơm bây giờ đó là một tháng em cho 5 triệu, là 20. À, xong rồi mỗi tháng ở đây ghé, có người em cho 300, có người em cho 500. Rồi thì từ thiện cá gì thì em cũng cho. Bây giờ phát sinh thêm mỗi một tháng ở trong đó em sẽ cho thêm 10 mấy triệu nữa, là em thấy vô ai cũng cần tiền, nhiều khi họ thèm gì đó thì em cho một người 50.000 vào ngày rằm nữa, thì trong đó nó 200-300 người, nó khoảng 15 triệu nữa đó. Thì một tháng em từ thiện không dưới 50 triệu, một tháng từ thiện không dưới 50 triệu mấy chị. Đó là cái mà em làm nhiều năm nay lắm rồi. Còn cái 15 triệu mà em mới phát sinh đây là năm rồi. Thường thường em cho thì nhân viên đi cho cơm chổng không mà, hoặc là người ta tự phát. Rồi năm rồi thì em hồi trong Tết này em có ghé, em thấy tại tụng tội nghiệp á, thì em cũng nghĩ là ở chổng người ta không có xài tiền, nhưng mà cuối cùng là người ta biết xài tiền. Trời ơi, cho tiền người ta mừng lắm mấy chị, tại đồ ăn ai cũng cho lĩnh bỉnh hết trơn rồi. Mình nghĩ người ta già ở chổng đâu mà mua, không có. Mấy cái đứa khỏe khỏe thì nó sẽ đi mua giùm, có người hẻm này có người hẻm kia, ai cần gì thì ấy cái đó. Với lại giờ ở chổng mấy đứa con gái mà nó bị bệnh nhiều đó mấy chị, thì em cũng phát tâm thêm mấy cái băng vệ sinh của mình á. Tại mấy cái đó thì không ai nghĩ tới, mà thật sự nó tế nhị, tới vô mấy chị nó dính từ lưa ba khía hết trơn mấy chị ơi, tùm lum hết trơn á. Đó, cho nên là em bắt tâm mà em cho thêm mỗi một tháng mấy chục bao như vậy nữa, để cho người ta mấy phụ nữ tới tháng, mấy đứa nhỏ nhỏ như mình, mấy lớn lớn mấy cô mà già thì hết rồi, còn trẻ trẻ nhỏ nhỏ mới lớn nhóc hết trơn á, đã lớn lớn vô dính từ lưa hết trơn mấy chị, nhìn thấy tội nghiệp lắm. Mình ở ngoài này cái mình thấy mình 6 căn lành lặn là mình thấy mình quá hạnh phúc rồi. Mình vô nha, mình thấy ha, tâm thần nó có 100 người nó ngồi nó hút thuốc, nó nghe nhạc mở kinh gì, ôi trời ơi vô không, em vô đứng thôi chút xíu cũng khùng theo nó mấy chị, chứ đừng có nói luôn nha. Nó mở kinh rồi người này làm này, người kia làm kia. Em nói thật sự, mình thấy ngoài này mình vô mấy đứa mấy con nít nha, cái đầu trời giờ bị bệnh ống tim thủy rồi đó, trời ơi nó vô nó gặp kêu mẹ, cái nó ôm mà mình mẩy dơ thấy tội nghiệp lắm mấy chị gái. Mà nhào vô kêu mẹ 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 mẹ, ôm cái nó mấy chị thấy mà đứt ruột luôn á, thấy con mình nó quá đầy đủ.
nó nói không nhìn thấy vậy thôi, bà thấy hạnh phúc rồi. Con đứa thì giờ cắn cà ne, đứa thì bú nghe sữa nó chạo ọc 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 phải đút từng mũi, thấy mà tội nghiệp. Đây mấy chị 30 triệu 725 sale cho 1250 nha. Em làm nhiều năm nay lắm rồi mấy chị, mà lại em ít có gì vậy vậy đó. À, rồi đây nhẫn này nữa nè mấy chị, nhẫn bông chu cha mà ơi, mày có lên tem lộn không, sao nó rẻ một cái banh nóc trắng động vậy ta, rồi ghẻ trắng động lông xiên luôn nè. Em chốt chiếc nhẫn bông mai to đùng luôn mấy chị luôn, 38 triệu, ai bỏ lỡ tiếc luôn giúp em nha. 14 tháng 2 cái này nhẫn 4.5 ly, 5.4, 6.3 luôn cũng được. À, ok, tình yêu Liến Ngọc chúng em cũng nhiều khi ngày xưa mình còn nhỏ đó chị, mình hay dịch sinh cho mình lắm, bây giờ mình lớn rồi em muốn sinh cho mình nhiều, chỉ sinh cho em có cái sức khỏe này nè, với em có điều ví dụ như em có làm ra tiền thì em có cái tiền mà em làm mấy chuyện lành đó. À, em cha mẹ anh em con cái tam bảo trong nhà ngoài đường từ thiện, chỉ mong vậy thôi chứ giờ mong gì mấy chị. Bây giờ nó xây qua xây lại nó lẹ lắm mấy chị ơi, nó lẹ cực kỳ. 38 triệu giúp em, siêu đẹp luôn em. Rồi vậy là chiếc 43 đó con nghe cho chị yêu, hình như chị Hoài Tâm lấy cho Duyên ơi, chiếc 43 đó Duyên, rồi lên chiếc 43 luôn. Rồi Như Hạnh dùm em là 38 nè, rồi 38 vậy làm chúc mình chị Như Hạnh nha, rẻ banh nóc. Con ơi 145 giá like đó, cái đó mua mắc quá trời, em biết sao cái đó hẹn nó mắc. Dòng đinh trơn hết sạch rồi chứ ơi, không còn chứ ơi. Rồi em có đôi bông này dùm em. Rồi em chốt đơn đôi bông này luôn em, giá cũng rẻ luôn, 18.800 luôn em, hộp Biaget 18.8 luôn dùm em. Kệ mấy chị giúp người mình có nữa ha, kiếp sau mình đẹp nữa, mình lại gặp nhau nữa, không chừng kiếp sau em bán tới cục hột sòn cục nào cục nấy, trời ơi chó không đuôi mắt luôn mấy chị ơi. Đó kiếp này hột nhỏ nhỏ. À, kiếp sau cái được kẹt mình vô tình yêu cha đi hoàng, vô tài khoản công ty đi cha đi hoàng, vô tài khoản công ty giúp em. Bây giờ có bóng giấy ra không đó em ơi. Rồi chốt đơn em 18.800, cái này nhận giùm em 4.5 ly, 5.4 ly giúp em 18.8. À, người yêu hổng gầy uống có khoảng 4 ngày rồi người yêu. Thanh long với chuối là buổi sáng thức dậy em uống, ăn sáng xong uống cũng được tại dễ uống, chứ mới vừa thức dậy uống này là khó. Buổi trưa em chú uống kiwi khóm với lại dưa leo. À, mấy chị dằn khóm với mấy chị dễ uống lắm, xong tới chút xíu khoảng có 4-5 giờ em uống cà rốt cà chua với bơm đó, thì ai biết đâu ngán mấy chị uống đi, chừng nào ngán thì mấy chị nghỉ. Nhưng mà cái gì cũng vậy, nhiều quá nó cũng không hay, mấy chị uống 10 ngày mấy chị ngưng lại 2-3 ngày cho nó thải ra. Em uống với em cũng vậy đó. Rồi em có chiếc nhẫn này luôn em nè, một chiếc nhẫn bông to bên hông có đi ba hàng Amaro. Rồi đây chủ sò luôn em, tắm xung quanh 2.2 ly. Rồi siêu đẹp ghẻ luôn em chiếc nhẫn này. À, bên hông bên trên 3 tầng luôn em. Bên hông bên trên 3 tầng hộp luôn em. Đó. Giá bình dân luôn này mấy chị ơi, giá lớp mầm lớp trời. Em chốt đơn chiếc nhẫn này luôn nha mấy chị, ai bỏ lỡ tiếc 65 triệu mua được nha mấy chị. Em chốt đơn 55 triệu. Em trao đổi đôi 10 bỏ lỡ 20 nhẫn này nha. 55 triệu giúp em, coi tin nhắn với tình yêu Trúc Mai. Rồi em có đôi bông ghép này siêu sáng, giá siêu rẻ lúc này, một đôi duy nhất này chứ ơi, bà lấy đôi này đi. Vinh ơi, xã nhận chọn mẫu khác, ok chế Văn Thảo. Đây, rồi chốt, em chốt cái bông này, bông ghép vuông sòn, 27.500.000 nếu đặt lại nha. Bây giờ chốt like 22 nè, đổi đồ cho đổi lỗ 10 bán lỗ 20 nè, rồi ý lên nửa ý nha, rồi xong ca này em lên ý nha. Đổi lỗ 10 bán lỗ 20, 22 triệu đôi bông vuông Amaro siêu to, ngoài hộp, ở trong hộp Amaro. Rồi ở trên đây dùm em 55 triệu, 5.4 ly da. Em có này, đưa nguyên sắp 5.4 ly lên chị ở Duyên ơi, mẫu ơi. Ở dưới gỗ có nguyên 5.4 ly đó con. Bông mai chụp cho chị coi là bông nào ở chị Ngọc Nguyễn 18.8 hay chịu. Nhận 55 rẻ quá này mấy chị ơi, rẻ banh nóc luôn á trời. Nhận 65 triệu, 68 triệu luôn á. Tấm đo 2 ly mấy không. À mấy chị không có bỏ lỡ được nha, bỏ lỡ là tiếc đó. Bỏ lỡ là tiếc. Chụp bông mai 22 này chứ. Bà đặt lại đặt 27 năm nha chứ. Đặt lại đặt 27 năm, Amaro to luôn em. Rồi em chốt chị Quốc Thái nè. Em cho đậu lô 10 và lô 20 nha, phần trăm Vinh có ghi trên cái số tiền chốt đó mấy chị để ý nha. Thí dụ đúng rồi thôi lộn báo em liền, còn không báo thì án chịu nha. Rồi em lên cho 10 hộp viên 5.4. Có
Hồi đó em sửa 3.000 đô. Đồ đó rẻ nó chị, 14.4 hết rồi. Em có 10 viên 5 ly 4 nè. Em đang có 2 viên 5 ly 4 nước D này, em bán cho mấy chị rẻ nha. Bán hôm nay sale 24 tháng 12 nè, 14 tháng 12 nó 24 mới sale cho ai nữa. Em sale 79 triệu một viên thôi. Viên này hôm nay mấy chị mua tới 99 triệu một viên nha. Hôm nay em sale 14 tháng 2 duy nhất hôm nay thôi, sale thêm 100 đô nữa, em chốt đơn. Em khoe một đôi còn đang đôi nè con. Trời ơi, hên quá, mừng quá mừng. Cuối cùng là mỹ mãn hết. 22 79 triệu. Chị ơi, em nói luôn nha, viên này màu nó đẹp lắm. Nước ép 3 xylin nên luôn dùm em. Độ dày tới 62.9 thai viên này mới dinh tị. Một viên 79 triệu. Cái này chỗ khác bán cả 100 triệu một viên nha cả nhà. Nước D VVS1 nên luôn, ba cái xylin luôn. Dày trên 62 luôn mấy chị, không có kèo nào thơm hơn kèo này hết trơn á. Người ta bán gần cả 100 mà đó mà. Mấy cái viên này viên mới nha. Hàng em chưa khui nha cả nhà. Hàng chưa khui nha. Em qua là bao nhiêu? Nếu vậy là cái live stream này không nên để với em Duyên ha. Nếu mà không mấy chị la làng tao nha Duyên. Mấy công lên câu giá bắt đầu ừ, sao không vậy? Là đặt là không được nha. Cái nào đặt được thì em để nha. Đưa nhẫn 15 lên lại đi coi. Ok, em khoa nè. Em khoa 10-20 nè. Rồi nhẫn chốt đơn 55 triệu nè. Rồi bán chính nút luôn 54 nha. Lỗ 1 triệu bạc đó mấy chị. Lỗ luôn á. Bán mấy hộp sòn mà không lời mà lỗ luôn á. Rồi nước D nè, 79 triệu. Nè con, chụp hình đăng lên bán luôn con. Chụp hình đăng lên bán là hết luôn. Rồi 5 ly 4 nước ép 1 viên, 2 viên, 3 viên, 4 viên. Năm viên. Trời ơi mấy chị ơi, kèo quá thơm nè mấy chị. Rồi nha. Em lên cho nè, em còn hai viên cuối cùng. Con ơi, con chừng mẹ té này không con? Duyên Nhiên. Dạ. 5 ly 4 nước truy VS1 bằng cái viên bằng chiếc nhẫn em đang đeo nè, mấy ngày nay em lên đi hoài em không có. Cái này mấy chị mà mua giá bây giờ sale vẫn là 38 triệu nha mấy chị. Còn hai viên cuối cùng, hôm nay không mua thì không bao giờ mua được cái này nha. Mai mốt chuyến sau em về em cũng bán 35 triệu đó, em không có bán giá 39 đâu. Em còn đúng hai viên mà còn nợ đơn ai không Phương ơi. Nợ cái này là chị không còn trả được giá này đâu nha cưng. Mai mốt về là 35 nha. Màu ông bao nhiêu mấy chị luôn, lài nhẹ siêu đủ màu trong đây. Mấy chị nên nhớ nè, hộp càng lài lửa càng mạnh, hộp này lài nhẹ lửa cũng mạnh luôn. Em còn hai viên duy nhất nha. Cái này mấy chị mua chỗ khác mà mua hàng lướt sơ xài rồi và là mua 38 triệu. Em bán hàng mới chưa qua sử dụng luôn. Em mua ngay gốc ngay ngọn. Em qua vô 22 chưa con? Còn đo vô luôn nha chứ em qua đi con. Đó sao luôn con kìa, lấy qua luôn đi con, sợ nó nghe em hay đi. Rồi 22. 33 triệu 95. Em về 18 viên đó mấy chị, mà giờ em còn 2 viên thôi đó. Rồi em khỏi quảng cáo nhiều nha. Hôm qua em mới bán cho anh chị bên Cao Lãnh qua đó. Trời ơi mấy chị. Anh chị mê biết chừng nào từ Cao Lãnh qua nó Vinh ơi bán hộp sò này đẹp quá luôn. Anh không nghĩ là em bán rẻ gì luôn, hai anh chị mến em lắm. Đây 33 triệu 900. Nè con chụp luôn con. Rồi em lên mấy chị luôn. 5 ly 4 nước D. Sao bơm ta tùm lum vậy Phương, gầu với Phương. Chán cái đời mình quá Phương. Bơm lum dạ, bị bơm hai viên nè mấy chị. 5 ly 4 chị. Gầu ha, đồ thì không có bán. Mấy chị dành lộn xong cái mấy chị bơm. 5 ly 4 nước D. VS1 bé sẽ lình luôn dùm em có 3 viên. Rồi bị bơm hai viên đó, mấy chị nào không biết nó bơm lần hai viên luôn. Em bán 53 triệu luôn nha cả nhà. Em chán đời quá, bán 53 triệu luôn nè. Cái này dành lộn nè. Lên tem xong luôn rồi đó mấy chị. Giờ phải xé tem đó. Cái này 59 triệu mới mua được đó mấy chị. Hôm chốt á, chỗ là chốt lời luôn á. Nước đê nó trắng giống như em nói mấy chị nghe, nó trắng như ngọc trinh nha. Nó trắng như ngọc trinh nha mấy chị. Nó màu ánh tím luôn trong đây luôn dùm em. 53 triệu không bao giờ có, lịch sử lặp lại lần thứ hai trong cuộc đời đâu mấy chị ơi. Bé Phương bơm em mới có đó, em có số lượng 3 viên. Ai bỏ lỡ tiếc mua tại tiệm không có giá này luôn. Tại tiệm rẻ giờ rẻ vẫn 54, 55 triệu. Dạ chị Nguyễn Nguyễn mới nhận 53,6 cái bụp nè đó thôi. Chị Nguyễn Nguyễn thương em đi. Tại vì em cũng bị bơm nên em xé tem đó mấy chị thấy không. Nè Phương lên đơn xong nó bơm em nè. Tem này là tem đi hàng đó. Tới lúc đi rồi đó. 53 triệu. Dạ 5 ly 4 trang hoàng ơi. Mấy chị hột sò mấy chị vừa vừa thôi đừng khó quá.
cái kiểu mà mình xài VS1 nó cũng ok rồi. Bản thân chủ tiệm vàng cũng cũng xài VS1 thôi. Như này. À, thành ra cái kèo này kèo thơm phức à. À, không bao giờ lặp lại có luôn. Chồng đẹp trai qua rồi không tìm được nha mấy chị ơi. Ba viên thôi nè, con đăng hình bán luôn. Bán cái đó mấy chị xong luôn. Đó chị Nguyễn Nguyễn cho nó, chị mới nhận xong cái bụp 536. Em mới nhận xong 10 phút trước luôn ha. Thôi mà thương đi mà. Buồn lắm đó mà. Đó con cứ đăng đi con. À, sức khỏe ổn không chị, phải không Đoan Trinh? Tự nhiên Đoan Trinh để SL thì nghĩ là số lượng ổn không, nhưng mà em ngồi em dịch ra đó là sức khỏe ổn không Vinh đó. 63G hả? Trời ơi không phải hỏi khác nữa, tao dịch sai luôn rồi. Phai phim Việt Nam dịch giờ lồng tiếng sai bác. 47 triệu, em có 5 viên. Ok chị yêu Quốc Thái, em không có GSE. SE là bệnh nha chị. Hàng SE là chị bị bệnh nha, hột chị bị than, bị bọt, đủ cái kiểu trên đời nha chị. Mình phải xài hàng VS. VS thì nó không có bệnh, chị xài SE là bệnh nha, hột nó bệnh nát bấy đó. Ờ, Tiết Phạm trước mùa 54 thôi kệ, em bị bơm mà. Em bị xả đơn mà. Cho nên bán 53 mà. À, trời này em có 5 viên 47 triệu nha. Mấy chị biết không, có chỗ bán mà nước truy, tụt nước, nước y, tụt nước là đã bán giá cho mấy chị là 42 triệu rồi đó. Họ bán nước y thôi đã bán 42 triệu rồi. Cái này em bán nước ép 3 excellent luôn, dày chuẩn 60. Độ sạch VS1, độ sạch y như em luôn. Ờ à, à, em có 5 viên luôn nè, em về em bán lễ. Rồi 47 triệu nha. Cái này nè con đăng này đi, cái đó là 53 đó. Sell đi con 47. 6 ly 3 em còn một viên 160 triệu với một viên 155 triệu. Ờ à, à, 5 ly 4 nước ơ VVS Chu là 52 triệu nha mấy chị. Có một đôi bông mai này chị, tấm to siêu to luôn mà em này. Trời ơi mấy chị, giá hơi bị đỉnh luôn đó mấy chị. Gọi là đỉnh nha. Giá này em bán siêu. Em chấp với mấy chị luôn. Mua ở đâu mà có hộp tấm 2 ly rưỡi, 2 ly 6 mà 2, 3 tầng hộp này. Chủ luôn mà em nhận nhỏ nhất là 3 ly 6 nha. Đôi bông này mấy chị không cần nhận to luôn. À, tầng ngoài 2 ly rưỡi, tầng trong 2 ly, 2 ly 2. Em chốt đơn 41 triệu 800. Chốt lên em 418 nè. Trời ơi, ai bỏ lỡ tiếng. À, nước ép chỗ khác VS1 là bán 75 triệu đó mấy chị. Mấy chị nghe thì Dung nói không, 5 ly 4 chỗ khác nước ép 1V là 75 triệu đó. 2V họ bán mấy chị 80 triệu luôn. Chứ không có chứ không có giá này. Rồi 41 triệu 800 nha mấy chị. 41 triệu 800, 2 tầng hộp luôn em. Trời mấy chị, cái đôi bông này phơm siêu lớn. Mấy chị biết giá chợ đen người ta bán bao nhiêu không? 66 triệu 500 ngàn. Đôi bông này mấy chị mà mua ở đâu mà dưới 50 triệu thôi em cổng với mấy chị đi về, không cho mấy chị đi bộ mất công mấy chị mỏi chân.
uy tín. Bông trà nồi 9945 em. Chụp tình yêu Annie coi 9945. Rồi đôi này em 40. Thằng ơi, thằng có làm gì không? Cho chị thêm mâm xeo sổng em đi. Mâm bông ấy lên đi, chị lên luôn cho mấy chị. Chứ nay tới Bến Ninh Kiều luôn đi. Coi như bữa nay 14 tháng 2. Tắm xung quanh tắm 2 ly rưỡi. Phơm của nó là phơm cực kỳ siêu lớn ấy cả nhà. Nè con 9945 vô đây. Nè mấy chị mấy bà nhìn em đi. Đâu này mới bò bỏ ruột mới bò uổng nha. Bông mai pháo bông 2 tầng hộp luôn em. Rồi chốt đơn luôn em. 41.800.000. Dẻo ơi chụp cho mẹ. Phơm nó phơm 3XL. Trời nó tức em. Nè con đăng 33.900.000 luôn. Em bán rẻ em không sợ gì các chị soi đâu nha. Em chấp luôn, chấp trong nghề cạnh tranh luôn. Vì một viên này em lời đúng có 10 đô thôi. Em lời đúng 10 đô luôn. Cái kiểu em bán mấy chị cái này để mấy chị mua giỏ em thôi. Hột em chả có lời luôn mấy chị. Đầu tư toàn là nặng vốn. Mà lời một lần có 200-300 ngàn. Cho chị uống miếng nóng em. 53 triệu là em lỗ đấy chị gái yêu. Em lỗ 600 ngàn rồi đó. Rồi lắc trái tim. Hôm qua em bán 1.2 triệu, hôm nay em bán 1.150 triệu. Lý do 3 còn 1 bán luôn 1.150 nha. Hai cục vàng kia tối ngày em kia đừng giận em nha. Sao gì không đẹp chân vậy? Sao chân trắng đen gì tù lưu ba khía chân vậy? Rồi chốt giùm em là 17.250.000. Trời ơi mấy chị lắc trái tim nè. Trời ơi tặng tặng vợ nè, tặng mẹ, tặng anh chị em, tặng bồ cũng được nha mấy chị. Mà bầu giấu giấu xíu cho nhỏ nhỏ thôi. Đúng chưa? Còn bầu ruột 5-7 năm thì cho luôn cũng được. Bầu ruột 17.250.000. Ồ em. Tối em tắm đêm là em ho. Em chắc em bị Covid xong. Mỗi lần mà em hơi cái kiểu mà ra cái mỡ máy lạnh hơi bị nhiều á, là em bị cái phổi em hơi là yếu. Rồi mấy chị gái 17.250.000. 17.250. Em chốt đơn cho giá 1.150.000. Đó đẹp chưa, 1.150. Rồi sao nó nóng vậy? Ok chiếc dòng bích ngọc nha. Ai bút lông hết mực rồi con. Lông đỏ hết mực rồi, 418 con đăng đi con. 17.250. Em chốt đơn cho giá 1.150. Rồi ok, tình yêu Trần Bích Ngọc. 17.250. Rồi chốt bé yêu. Rồi cảm ơn cục cưng. Rồi nhẫn này. Phạm Anh Na ơi, tôi có chiếc nhẫn này tôi kèo quá thôi Phạm Anh Na. Chủ em đang tặng nhân tạo hột 5 ly 4 nè, để sòn 54 luôn cũng được. Bán chiếc nhẫn bông mai này 43 triệu. Đẹp rẻ sang không già nha, đem ngón giữa cũng đẹp luôn. Chốt giùm em luôn 43 triệu bên hông 4 hàng bên trên luôn giùm em. Học 4 ly rưỡi sạch sẽ rồi, em còn 54 mấy chị ơi, em còn mười mấy viên 54 mua giúp em đi. 54 để 2 giấy nên bay xinh lệnh luôn, đẹp luôn, VV Swan luôn. Em chốt đơn 79 triệu. 79 triệu thôi. Rồi nhẫn 43 triệu giúp em nè. Giá em nói giá thơm luôn đó mấy chị, chứ nhẫn này mấy chị đặt lại cũng không có giá này luôn. Em cho đổi lỗ 10 bán lỗ 20 mã này. Đổi lỗ 10 bán lỗ 20. Mấy chị suy nghĩ làm sao mà chiếc nhẫn bông mai siêu to mà em bán giá 43 triệu. 43 triệu bên hông luôn em này. Chồng ơi, chồng gửi cái giấy cho bạn, cho em nó đặng nó làm ba cái giấy đi Hồng Kông đi, để cận quá không kịp chồng ơi. Phạm Anh à, 10-20 nha, phần trăm nó ghi rõ ràng trong đó luôn nha mấy chị, còn không có là 15-25 nha. Ơi. Chút xíu mẹ xuống mới được, anh gấp không? Gấp cũng phải đợi à. Rồi ghi rõ vô đi. Rồi em chốt cái hộp này luôn nha mấy chị luôn, bông với hộp luôn em nè, bữa nay em bán siêu rẻ luôn nè. Em xả lỗ đó bông này luôn. Xả lỗ luôn, xả lỗ luôn. Ủa Duyên ơi, cái này có chích sòn không Duyên? Chích sòn là bông này.
Rồi giọng này em sale 1.1 triệu game mấy chị ơi, em cho đổi lô 10 bán lô 20 nè. Nita 52, 53, 54 nó được full dòng cầu giùm em sale 1.1 triệu. 14 triệu 960 nghìn. Ê ta sao tao nhìn vô cái lưng tao trong kiến quá ha, còn hơi bị bự vậy bay. Qua tập cũng xúc đích luôn á chị. Thứ bảy này tập xúc đích. Chắc chiều nay đi tập nha. Ờ không được, cái này bị nữa rồi. Tí ơi, mới lại phải dục cái bị nữa. Chồng nó mỗi lần mà em đi du lịch cái em bị, ngộ vậy sợ. Ông nói làm như cái gì, đi Nhật cái cũng bị, đi đâu cái cũng bị. Ông nói làm như tới hội gì bình thường cũng bị, tới lúc đi chơi cái bị. Sợ đúng không, 4 ly 2 phải không? 14 triệu 960. Ờ biết sao đâu, nói gì. Cử gì bà Duyên, bà cử tuổi gì? 52, 53, 54. Trời đẹp lắm nghe mấy chị, có 14 triệu 960 thôi, 1.1 triệu gam dòng này mấy chị mua giá 1.450 đó. 14 triệu 960 xe 1.1 triệu mà đổi lô 10 bán lô 20 nữa, lại chúa luôn. Dạ không có giá rẻ gì đâu mấy chị ơi, không bao giờ luôn, không bao giờ có giá này đâu. Rồi em có cái bông vuông này luôn giùm em, 14.6. Chị coi bill chị yêu Thúy Hằng Nguyễn Hà Duyên ơi, em cho dòng nó 10-20 nha, cái nào có ghi rõ nha, còn không có là 15-25 trăm bình thường nha mấy chị. Ờ, khỏi mất công cãi giả em lum nha, em lu bu lắm, em có thời gian đâu mất công, mấy chị nói em nữa. Mấy chị em coi mấy chị gán chịu luôn á. Đây em có một đôi bông Amaro, à, mỏng lạ, độc đẹp luôn em. Form của nó cũng form lớn luôn nha mấy chị gái ơi, form lớn luôn giùm em. Chân nha. Thôi xả chết đi, trời ơi chị ơi, tội nghiệp em. Trời ơi chết rồi. Thôi đừng chốt nó, tội nghiệp quá trời, mày đánh không đi. Gì mà chốt nụi nụi mua chân nha ông nội, tội nghiệp đau nội. Rồi 14.960 còn em mấy chị ơi. Chị nào lấy em bớt luôn cho 60 luôn, em cho đổi lô 10 bớt lô 20. Rồi đó bông này em chốt đơn 24 triệu. Là mấy chị cứ chốt liên tục mà không mua gì chân, chốt hết ngày này qua ngày nọ. Cái đó đáng lẽ là ngày đầu là em ra đánh với chị cái mã này, chị biết ở đó Duyên để comment hoài luôn trong đó rồi sao à? Comment mà không mua trơn trọi à. Chục món có món thôi gái ơi. 24 triệu đó, bông siêu to luôn em. 24 Amaro tấm to luôn, 2 ly 2, Amaro 2 ly rưỡi, kết hợp sờn Amaro với hoàn tròn luôn em, mẫu mới luôn. Nhận giùm em, nhỏ nhất là 3 ly 6, lớn nhất là 5 ly 4. 24 triệu. Hana Lê mà đặt cái gì từ trong Tết tới giờ là gì dữ vậy Duyên? Cái dòng mày đang đeo nè mà cô ơi, mày lại chốt cho người khác. Đợi xíu đi con. 24 triệu đó bông này, 39 triệu 500 nha mấy chị, 39 năm. Rồi dây này em có một sợi dây chờ nồi nè, em chốt cho giá 1.250.000. Chờ nồi chốt cho 1.250. 1.250 em chờ nồi, ai bỏ lỗi tiếc nha. Coi tình yêu Hana dị viên đặt gì mà từ trong Tết tới giờ là gì dữ rồi Duyên. Rồi chủ 4 ly 2 nè. Bây giờ cái giỏ này không, mấy bà mua 25 rồi, cặp học mua 30 rồi. Nguyên nó bông dẻ gì dẻ cũng là 50 triệu rồi. Chốt cho người ta rồi. Lấy gì vậy? Lấy mày chốt cho chị Hoài Tâm. Ừ. Sao vậy? Sao Ngọc lấy bán kỳ vậy? Không, tại vì ta chốt nhẫn nè, rồi cái ai gửi hình vô cái chốt lên luôn. Ủa nhưng mà chị đâu có được chút like đâu, tự nhiên lấy kì vậy? Đứa nào nhắn là có nghĩa là chị chốt hai người, người nào chuyển trước người đó có đơn, chị có chuyển không? Rồi chuyển gặp thì nói chị kia chuyển trước đi, rồi chị Hoài Tâm lấy khác. Trời chị Hoài Tâm từ giờ chốt 10 món hay mua thì bớt mất tao đi. Ủa trời, chị Hoài Tâm mua nhiều lắm rồi, em chốt cho 38 triệu. Nhiều rồi, chị Hoài Tâm dễ thương lắm. Này giờ đi mấy con chị chữ tao chị. Con quỷ mẫu này nè. À, một nồi kìa, chị nhiều, bữa nay nhiều lắm, bữa nay chị lấy sòn, chị nhiều. Em chốt đơn, mấy chị ơi, bông vuông 2 tầng chủ sòn luôn em. 2 tầng chủ sòn luôn, 4 ly 2 luôn em, siêu lớn, siêu to, siêu đẹp luôn. Còn cái còn của chị Hoài Tâm, cái hộp tấm 3 ly 43 triệu đó Duyên. Nhận đó, cái nào có chị Hoài Tâm nó gom hết đi chị đi con, kéo lên trên lấy chị đi. 38 triệu nha, 10-20 luôn mấy chị ơi. Trời mấy chị, 50 mấy triệu mới mua được đó, làm gì mua giá đó được. Hồi đâu này bị bơm đó nè mấy ba ơi, mấy ba bơm hoài, chết nản cuộc đời quá.
35 triệu xe 31 triệu rồi. Bơm nữa bán 30 luôn. Đặt là em có được đâu. Chút like này xong em xóa đó, chứ để mấy câu mấy chị lên live stream này cứ lưu lại cái clip này. Ôi 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 sao tự nhiên vậy có đầu ai nhớ khúc nào đâu trả lời. Chủ 36 sòn luôn giùm em nha, nguyên đôi bông 30. Có một đôi một thôi, em có đôi thứ hai luôn nè. Một đôi duy nhất ngày hôm nay, duy nhất trưa hôm nay chủ sòn luôn em này. Rồi chốt đơn luôn em đi mấy chị ơi, 30 triệu. Ai lấy bớt cho 1.000 luôn, số đẹp 29.999 nha. Vỏ hộp luôn em sòn 29.999. Sòn luôn 36 mừng 20. Đó này là 38 nha. 38. Giờ rồi em lên ý xíu ha. Rồi sòn xong cho lên ý nha mấy chị, ý yêu cầu rồi. Rồi em lên ý xíu. Rồi sòn tới đây đi. Giờ cũng cả trăm món rồi đó. Nè con chụp hai này đăng lên đi con. Đâu này chủ 4 ly 2. Rồi dây này em 5g. 6250 bông vuông nó chủ 4 ly 2 đó con. Con chốt đi. Rồi Duy Nguyễn với 299 nè con. Rồi 299. Rồi dây em 6.250.000 cho nồi. Để bao dễ thương. 6250. Phan Thúy Diễm giùm em lên ý ha. Ok. Trời cái vỏ đó 43 đẹp lắm Phạm Anna, em đem món giữa cho chị là bao đẹp luôn. Rồi 625. Rồi em qua ý nè. Em lên ý đẹp như sòn nè, giá cũng sale luôn nè. Hàng mới về nè. Rồi bông này em có số lượng 5 đôi, mẫu này em bảo đảm với chị luôn nha. Vỏ bông sòn yên gì là khoảng 36 triệu. Cặp hộp 5 ly là khoảng 100 triệu nữa, nguyên đôi bông sòn mấy chị mới mua mà đẹp gì nè. Khoảng 136 triệu đó, em đang về được 5 đôi vàng ý hộp cao cấp 1250. Chốt giùm em là 5 triệu. Rồi em đeo cho mấy chị coi nha. Không có già nha mấy chị. Em bao với mấy chị luôn là không già, bao tay luôn. Trời ơi, nay Mai Liên mặc cái quần xấu quá Mai Liên. Xấu quá vậy. Ở cái chiếc được được, biết sao nhìn kỳ vậy con. Ờ, kỳ quá à, nhìn không giống ai chứ. Ờ, mua cái giấy gì ngộ vậy. Giờ, nhưng mà cái đích này mặc kỳ quá, đưa cho con nhìn dẻo đi, mặc đẹp hơn. Tại hai cái vỏ đen thui rồi con ơi. Thôi sao mà mặc cái quần sao mà giống như mà mặc cái quần cà hủ đó bông vậy. Phía trước thì đẹp đó. Như 85 triệu chung đơn 47 triệu. À, rồi chốt đơn em bông tai. Bây giờ có 5 đôi. Quá trời hồi. Dây 6-7-5 nãy có tao mua luôn rồi nè con gái. Ây da trời ơi, xe qua đổ trơn đồ rồi con điếng này nè. Trời. Rồi bông tai model luôn giùm em nè. Bán ba rồi nè. Trời model cực kỳ sexy, minh tiết. Minh tiết cẩm ly, Trúc Lam, Trúc Linh xuất hiện. 6250 con vô Hương Nguyễn chưa? Trời cái dây người ta đó có mua có 1.250 mà chỉ không có được chỉ mất mắt mày đó. Rồi bông tay giùm em chốt chai đây Vịnh nè. Như nè. À, trời tay lắm nghe mấy chị, trẻ trẻ để vuông nó tay nghe, để trả nó già chứ để vuông nó tay. Rồi 5 triệu. Bông tay 10 gam 29 em xem 1.250. 12.800. 12.8. Rồi bông giùm em là 5 triệu còn 2 đôi đó. $12.860.000 Ờ nó tay chưa mấy chị. Này mà có 1.250.000 thôi à. Bao đẹp luôn á. 1.250.000.
Đẹp chưa mấy chị ơi? Đo này chế nào thích phong cách lớn lớn, đeo này là xuất sắc. 53 triệu đó vô khuôn, hình như có một viên VB đó, còn có một viên VS à. Rồi ni tay Vinh đang đeo là ni tay 50 ở tay Vinh. 12 triệu 860, xe 1250 nha mấy chị ơi. Có một đôi 5 triệu bên đó, đi vô đi con. Xe 1 triệu 250. Dây vàng hồng nè, chơi sập sàn luôn nè, chơi luôn 1 triệu 2 nè. Đẹp luôn em nha. Dây này chị nào chốt xong xi trắng báo em xi trắng đẹp. Mọi bữa nhớ ho, buổi tối không mà ta mới ho luôn buổi sáng bà nữa rồi. Đi Sài Gòn bữa nay lấy thuốc uống ha. Thì uống Quỷ Mập cũng đi ha. Quỷ Mập là chồng ta đó. Giận mày. Con quỷ mà dẹo nè. Cái nhằn bộ điện cho nó, mà tại em mượn cái nick của nó em like mấy chị, cái nick em nó bị lỗi á. Cái xong cái thằng kia điện cho nó mà nhỏ này nó ghi cái tên Mập Yêu hoài mà không xíu nó ủa ổng kia tôi nhớ qua ổng là để cái tên chồng yêu mà sao giờ để Mập Yêu. Rồi thằng này là thằng nào nữa? Tôi không biết thằng này thằng nào nữa, để tôi coi từ tôi nhớ. Làm cho tôi nhiều thằng lắm hay sao? Tôi cũng hỏi tôi đứng hình mấy chị. Hỏi tôi Mập Yêu, tôi nói, Mập Yêu là nào chị? Để em coi, để tôi coi tôi nhớ thôi. Cuối cùng là bộ con Quỷ Mẫu, đây bộ tôi. Đâu nhớ, tôi nói suy nghĩ, nó nói, bộ nhiều thằng lắm sao phải ngồi nhớ nó vậy trời. Tôi nói không nhớ. Nè mấy chị nó đẹp xuất sắc luôn, mấy chị màu vàng hồng nha. 10 triệu 350 ngàn luôn giùm em, xe 1 triệu 2. Anh ông cũng ngồi, ông ăn, ông đâu dám ấy em mấy chị. Ông hỏi vợ ơi, hỏi gì chồng? Coi vợ để tên chồng là gì, tôi nói chồng yêu. Rồi thằng Mập Yêu thằng nào ấy? Không biết thằng Mập Yêu là quỷ nào nữa, đây coi. Dạ, Lucky Love là bà thấy đẹp em hai tình yêu cao Mỹ. Tôi dịch được cái chữ Love đó, chữ Lucky tôi chưa dịch được. 10 triệu 356 ngàn tiếng Anh thôi, bị nhiều nha. Xem 1 triệu 2. Trời ơi, set này đẹp quá, em có 5 set nè. Nhẫn nè mấy chị, mặt dây chuyền với lại là bông tai đây nguyên set luôn men. Em chốt đơn nguyên set này giá yêu thương, đồ móc máy hàng laser luôn, 1250. 125 cho cô, lấy viên đó đi em. Viên ơi, em chụp cho tình yêu vô khuôn cái viên 5 ly 4 mà BBS Chu. Trong giấy này mới chụp hình đó, trong đó nó có hai viên, một viên hai viên VS1, còn một viên là VVS True. Em mấy anh chị đi trong đó đó. Rồi 9 triệu 4 giúp em nè mấy chị ơi, nguyên một set luôn. Bông tai đây mấy chị thấy chưa, bông tai giùm em ha. Này mấy chị ưu tiên lắm, nguyên set đi, em có 5 set rồi mấy chị, dễ thương lắm. Rồi đây là mặt dây chuyền, nguyên một set nó đẹp như sào nha. Rồi nhẫn nè, nhẫn luôn nhầm em đó. Bao với chị luôn là đỉnh đẹp luôn nhầm em. Rồi chốt đơn 9 triệu 4, em có 5 set combo bông mặt nhẫn, bông mặt nhẫn, bông mặt nhẫn luôn giúp em. Đây mấy chị yêu, trời ơi nó quá trời dễ thương mấy chị. Cái set này 9 triệu 400 ngàn giùm em có 5 set thôi. Không đụng hàng luôn em mấy chị, toàn là giờ em về đồ đỉnh đỉnh không à, mà giá vẫn siêu yêu thương luôn nè. Con chụp set này lên trước đi con. Dạ ơi, set này 9 triệu 4 nè, con chụp set này lên, chụp cái đi nè. Cái này có 5 set, không hề chưa có chụp set. Rồi dòng cà tri em còn một trắng một hồng, em sale luôn cho 1 triệu 250 nha, mới nha mấy chị. Không phải đồ lướt đâu nha, đồ mới nha. Mà tại mỗi cái còn chiếc bắn tặng luôn em nè. Vinh ơi, chốt đôi bông 30 triệu, 3 ly 6 bị bơm. Đâu nào trời, em bị bơm nhiều quá em quên rồi. Quên rồi, không nhớ đâu. Đâu nào ta? Đâu nào chị? Đôi bông toàn ten đó con ơi.
Đá bông toàn đen vuông á con nha. 29.999 ngay chốt rồi. Chốt rồi gái ơi. Chị gái ơi, 9.4 là bông nè, nhẫn mặt luôn nha em. Bông nhẫn mặt luôn. Bông với nhẫn. Rồi dưới mặt luôn nha em này. Bông nhẫn mặt combo 3 món 9.4. Set nha. Rồi ok, chốt đơn. 9.400.000 năm set bao đẹp. Ok, màn mít mầm mít bình trần. Bao VIP bao đẹp luôn, nhẫn 1250 nha mấy chị. 1250. Cái livestream hồi nãy em xóa rồi mấy chị ơi, tại live nãy không có đặt lại được á. Em sợ để rồi bắt đầu mấy chị sẽ lên em nói giá này rồi lên lấy cái giá trong clip nó lu bu lắm. Cho nên là cái đó em xóa. Rồi em còn 2 set thôi. 29.900 em chụp lại tình yêu fan Diễm Thủy coi, gì Diễm Thi coi. Tại Diễm Thi, Diễm Trinh tôi đặt Diễm Thủy. 29.999. Rồi chốt đơn luôn mà em 9.4 cho con. Em còn 2 set nha. Đẹp rẻ. Ủa da năm mô. Rồi gạt chia màu trắng đi, tay 49.50, 51 đeo được, sale 1.250.000. Hàng mới nha mấy chị, ta còn một chiếc xả. Cái chị kẹo ngậm em đau họng quá. Đây khóa tháo đây em nè. Đau họng cái muốn xỉu luôn. Đó mấy chị. Sắp chiếc tiểu tư phim lớn không hả? Không bé ơi. Không bé ơi. Ok tình yêu Mai Phương Diệp 9.4. Rồi 9.4. 29.06. Ni tai 49.50, 51 đeo được, cực kỳ là đẹp nha, hàng mới. 36.325.000. 36.325. À Lisa ơi, một đích này duy nhất lưu ý nha, chị có đẩy vô đó em Lisa. 36.325. 1250. Giá hơi bị tuyệt vời. Đó là đèn đầy ngữ cho nè. À, cái này chị nào đi 48 thì đeo cũng được nha. Kệ đi mấy chị, đồ hiệu này mà đeo nó ôm nó quê lắm mấy chị. Cái dòng sòn Vinh đi 50, Vinh đeo 54 luôn á. Bình thường không sao hết. 36.325.000. 9.4 chốt với tình yêu Thiên Thảo nha con. Chốt xét 9.4. Rồi cái like này em có để không hay là em bỏ luôn? Ánh Nguyệt. Rồi dòng 48, 49, 50 đeo được, 51 được luôn. Dây này em sell 1.2.000 dây bi. Sell 1.2. Chốt đơn giùm em là 5.1 mấy chị ơi. 5.100.000 xem 1.2. Xem 1.2 nha. Rồi nhẫn này 8.000.000 xem 1.2. Dài dòng đang đeo đi 55 đeo được luôn chị ơi. Đưa cái thuốc chị đo thử này coi duyên. Chị Lan Phương Lý 1.1 gam rẻ lắm. Cái này mua dần 1.4-1.5 rồi. Nè em coi 55 không em coi. Em chụp cho chị Lan Phương Lý coi đi được. Chốt chị Lan Phương Lý. Cho lên hào mượn 5.000.000 lên hào mua cái ghế game trước đi rồi vậy muốn lên hào trả. Trời ơi, đó mới kêu lên hào qua là phải nghiêm túc chỉnh tề đồ đó mà. Lên hào nói mẹ, lên hào vẫn mua vậy. Cái này chắc mấy bữa trước rồi mẹ ơi, phải phải mẹ mới nói qua. Để họ vô coi trong Google cái chữ khóc như một dòng sông tiếng Anh đọc là bạn gì ta đọc tiếng Anh cho nó ơi. Nó tiếng Việt Nam hết vô rồi. Ok, mượn rồi chị nào trả. Rồi hỏi tiền đâu trả? Chắc lấy lương mẹ lại rồi nó trả con. Ủa cũng mượn tiền của tao không mà bà hai? Không phải, phải là cái này mượn con rồi vài bữa mới lấy tiền mẹ trả tao con. Nó cho bán tủ số trước giờ, đúng không? Rồi hết. Mạnh mới chấp dính nhiều tư cho 5.1 chấp chai đây. 5 kỳ 5.1 nè. Mua đồ hoàng. Thank you.
chín nhiều tương vô chưa? Rồi chốt đơn em là 9.4 triệu. Dọc đinh hồng hả? Bé ơi đinh hồng bự lắm. Đinh hồng 52, 53, 54 lượt. Mà hồng cũng chốt luôn cho đó luôn. 52, 53, 54. 30g 42 chốt đơn 1250. 38.025.000. 52, 53, 54. 52, 53, 54 nha. 38.025.000. Em chốt đơn cho giá 1.250.000. Dòng đinh hồng đi bự lắm. Nếu Hào cỡ duyên dáng Việt Nam đeo á. Duyên dáng Việt Nam là nhà em nè. Mà mít cũng vô 9.4 triệu cái set đó chế cho con. Con chụp cho chị Lan con Lý coi cái dòng nó chưa duyên. 55 đó 14.906. 38 triệu nha cả nhà ơi. 52, 53, 54. Chiều 1 ngàn. Tính thôi mà. Vậy lấy thì comment dùm em Lan con Lý đẹp gái yêu. À, tại vì 48 á em nó nhỏ quá ít có về. Nó về nhỏ nhất là 49, 50. Bông mới em còn đôi em xả luôn 1.1 triệu cho mấy chuyện có cũ nha. Còn đâu chiều nay có vậy gì mà còn không, hình như còn sót nhiên hay duyên nó. Rồi bông tai mấy chị gái yêu 9 triệu xem 1.1 triệu xanh đỏ tím vàng để em lâm trơn à ba ơi. Quen bật luôn che luôn cái tay rộng đắp giúp em 9 triệu nè mấy chị. Ờ bao dễ thương chưa, nguyên cái bông luôn, siêu to siêu đẹp luôn, quá đẹp luôn mà em. Bản to hả chế? Vậy 5 triệu mối em hết rồi. Sao gửi này đây trời. Tự nhiên cái móng tay tao vô đây. Mà tao đeo luôn đi. Đeo luôn đi. Giờ tháo được nè. Chưa tháo đi. Chứ mi mừng là gì ba? Có ai muốn gì không? Thôi tao đau hỏng. Tao đi xuống à. Nè bán cái dòng này xong 1 triệu mốt 50 đi xuống nè. Đau hỏng quá. Mắt buồn ngủ quá. Về ngủ à. Bụng ngủ quá vậy ngủ mấy ba ơi. Cái này 23 triệu nè. Ủa hả? Cái này thì bán bình thường 17 triệu. Ừ. Em sale cho 1.1 triệu luôn nè mấy chị. 16.500. Dòng siêu đẹp đai trơn luôn em nha. 16.500 còn có 1 chiếc xả luôn nghe mấy chị ơi. Ai bỏ lỡ tiếc nha. Dòng này từ mẫu sòn đi ra nha. 16.500. Xem 1.1 triệu đó. Xem vậy đó ai chịu chịu thôi à. 165. Rồi nhẫn này siêu đẹp luôn. Em về được 5 nhẫn. Nè mấy chị có 5 nhẫn thôi. Đẹp dữ lắm đẹp. Mẫu mới luôn hộp cao cấp luôn. Mà em chủ ở chơi nó nói là chủ nhiêu ly ta à, 6.3 ly. Chủ 6.3 ly. Rồi chốt 1.250. 5.5 triệu mấy chị ơi. 5.500.000. 58. Không đi 58 không vừa chị. Dòng đó chắc maximum là 54. Em sợ nó ra nhiều quá. Hai bên hông cái thằng nó sẽ bị lấy á. Em đau hỏng quá. Nói chuyện nhiều cũng được. Cái em bị cái sĩ khí em nó bị lòi sĩ luôn này. 5.5 triệu giúp em có 5. Trời mấy chị đồ hộp. Bây giờ mua 1.450.000 hết rồi. Không có giá 1.250 đâu. Uy tín. Bao đẹp. À, giá yêu thương hàng độc luôn. Ở trên nó đi bia gác, ở dưới đi hai hàng lem. Mẫu này mới nhái từ mẫu sòn ra đó mấy chị. Dòng tay là 16 năm nha. Trời ơi dòng tay này đẹp quá mấy chị ơi. Chị đi ngủ thì gì rồi. Em đi ngủ heo à. Ngủ à đi ngủ heo à.
Thôi tiền đủ vô tài khoản từ giờ cũng nhiều nhiều ha, ngủ được rồi. Thôi ngủ à. Ủa bây giờ tao nói mấy tiếng là duyên khùng. Thấy chưa mấy chị, à, vòng tay xem có 1.1 triệu có bông vàng hồng không hả? Đây, chị ước là có liền luôn, em có đôi này. Đôi LV vàng hồng 3 tầng hàng mới, em về 5 đôi còn đôi xả luôn 1.2 triệu. Năm tư ép mày gửi giấy chị tình yêu kia coi. Rồi Quỳnh Bi Tường nè, cưng ơi 16 năm. Cảm ơn em. Em chốt chị về ngủ à. 3 tiếng hôm nay em nội, tại cái like trước em xóa rồi. Like trước máy lại em đặt không được đâu, bị chữ te tua. 11.088.000. 11.088. 11.088 giúp em xem 1.2 triệu. Em chuyển tiền rồi hả Hồng Phạm? Ok. Chết rồi Duyên ơi, bữa hổm tao nghĩ tao sẽ lên ký cho nên tao mua đồ toàn xen lời không. Còn bữa nay tao up lại nữa rồi. Rồi. Ôi nhưng mày chị tao. Đây nè, tao có bầu tao mà. Nhắn đang đeo 5.500.000. Để qua thời hả? Duyên nó để qua thời. Cho mày, mày có mặt đâu mà qua thời. Mày cũng để đó chứ mày không qua thời. Trời ơi. Tết ra cái thanh lưng nhìn thanh lưng giật mình. Bông này 8 ly em xem 1 triệu nè, 3.230.000. Mà nó cũng để đó, nó để tới Tết đấy mặt. Ủa mắt gì không để tới cái bầu mặt nó vậy? Không chừng có bầu nhanh hơn tới Tết nữa. 3.230.000. 32-30, tại em nghĩ cái tương lai của em sẽ lên 60kg á mấy chị. Cho nên mua trừ hao. Rồi giờ mặc xe ớt rồi, cái đầm này mặc xe ớt rồi. Cái bây giờ em sẽ bỏ 4 thùng đồ đó. Em mua xe L không? Chu mi áo em. Chu mi áo em rồi mấy chị ơi. Rồi em có dòng này đi tay 48-49-50 đeo được, em xem 1.2 triệu. 15 xem 1.2 triệu. 18.180.000 mấy chị ơi. 18.180.000. 32-30 chốt cho Thanh Angel. Chờ tiếng Anh chơi, đọc ghê chưa mấy chị? Đọc một cái là gì Kiều Mỹ lặng lãng với em luôn. Mỹ đen mấy gì cũng lặng với em chứ. Nó không hiểu đang nói gì. 32-30 chốt. Rồi cái này mấy chị. Này này mấy chơi đẹp chưa? Xuất sắc luôn em đó mấy chị. Mấy bà nào bỏ lỡ tiết nha, kèo thơm cho mấy chị ơi. 18.180.000 bỏ lỡ tiết nè, cao thủ bằng tranh thủ luôn giúp em nè. Chồng Bi mới đây mua 1.500.000 một gam rồi. Châu Phạm chuyển tiền dư tình yêu Châu Phạm nè. Ok na chế ơi, ok nè. Ngọc giàu lê giùm em nè Duyên ơi. Nhớ nha Duyên. Làm nhanh làm chậm gì đừng thừa đổi thừa nha. Trong khúc này đừng ai kêu Duyên nha mẫu ơi. Mày đừng kêu nó đấy mày nè, mày kêu nó đổi thừa tao đó. Lắc tay nam, em chốt đơn cho 1.2 triệu nha. Chiều dài em đang đeo là 2 tắc. Đừng kêu nó, mày kêu nó bắt câu mày kiểm này kia. Bắt đầu kiểm chéo cái đổi thừa kêu làm rồi. Nó tao tao bị bơm cái đổi thừa tao nha. Nó làm kịp ngay Duyên. Mẫu mày nhớ khúc này nha mẫu. Ừ. Chú từ từ mới đây lấy xong đi mà đừng đổi thừa. Tay ghê mày nát khúc này ra đi. Để mày kêu nó cái bắt đầu nó bị bơm cái đổi thừa tao. Nó tại kêu nó làm gì vậy đủ trên đời. Mày đừng có kêu nó. Rồi đấy coi nó đổi thừa ai. Nó từ từ đi. Kêu rồi mà cũng cãi mẹ hoài. Đúng nhận sai cãi. Ờ lên công an luôn rồi. Bây giờ nói với chị nè. Mấy bà nội, ngày xưa tôi là một cái đứa thầy bói ở đâu là tôi nhạo đó tôi coi đó. Nhưng mà nói với chị nghe, khi đi coi bói là ai cũng khổ tâm, ai cũng cần tiền hết trơn vô. Ờ cái mặt cô vậy chứ, cô đẹp chứ, cái mặt cô vậy chứ cô rất là hiền. Ờ cô hiền lắm, cô khổ tâm lắm rồi gia đình anh chị em. Lòng vòng ba cái vấn đề là tiền, tâm với lại chồng. Cha mẹ chồng rồi xong vô đường nào cũng dính mấy ông nội. Những người gọi là tâm can gối bời mới đi coi bói. Bình thường sung sướng vui vẻ hạnh phúc ai đi coi bói làm cái gì. Thì đi vô lúc nào cũng vậy khổ tâm. Khóc một mình không lấy đi ra ngoài đường khóc. Mấy ba thì vô trong nhà khóc một mình chứ không lấy khóc ngoài đường. Nói chung chung không à. À bữa nào tôi lấy chiếc bơm tôi bổ ra cái bắt đầu tôi giặt bơm ra thấy ông sâu rồi. Thôi đời của bà thúi luôn. Mấy bà kia tôi nói mấy cười muốn xỉu luôn. Hồi xưa mà thầy em nói với chị nha, thời mà em 20 tuổi mà nhìn em như 50 tuổi đó. Là đó thầy bói cái đâu rồi có em đó.
vô nói trời ơi cô gán đi, 2 tháng nữa là cô sẽ trúng số đó. Chồng cô vậy cô gán cô nhịn nhục đi. Cô rất là khổ tâm nha, cô thấy chứ cô khổ tâm dữ lắm. Ai không khổ tâm em má, ai không khổ? Tao nói đẻ ra là chào đời bằng tiếng khóc, rồi ai chào đời bằng tiếng cười đâu mà không khổ. Trời đất ơi, chỉ có con chồng em là nó không khổ thôi. Tất cả mọi người trên đời đều khổ hết trơn á, chồng em xuống nhất trên đời luôn á mấy chị. Nói vậy thôi, rồi đó, đơn giản. 40.700.000 em xe cho giá 1.200.000. 54D á, đây mày coi cái bạn nào. 54D vô full nó gì? Mày coi vô full này. Rồi vậy là chốt cái viên BB chu cho vô full rồi, còn VS1 thôi, 2 viên 53 triệu. Không, cái này nó thật sự mấy chị. Dạ. Em nói là em nói mấy chị, em định đổi với cái câu là đúng nhận sai xả nha mấy chị gái ơi. Đúng nhận sai xả, còn kia là đúng nhận sai xôm. Sai cãi, còn này là đúng nhận sai xả. Nó vậy đó. Trời ơi ghê chưa. 40.700.000 xe 1.200.000, chiều dài 2 tấc hơi bị dài nha. Cái này nam đeo được, nữ đeo được, unisex đeo được, hay là mỏ neo. Xe 1.200.000. Mỹ Hạnh. Viên em chốt cho Kim Ngoan Trần, coi Kim Ngoan Trần lấy viên 47 hay viên 53 viên ơi. 40.700.000 xe 1.200.000 nè. Mà nó dài lắm mấy tí ơi. Mấy tí chốt xong á, rồi em cắt ngắn lại cho mấy tí được, không sao trơn á. Nhận được đôi bông đẹp lắm ha, em cảm ơn tình yêu Hồng Phạm nha. Nè đôi bông ơi sao nè, em còn đôi duy nhất vàng hồng, xeo lỗ luôn, xeo 1.250.000. Lỗ 50.000 luôn, 50.000 một gam. Bông tai đang đeo 11.088.000, ánh dương rực rỡ ơi. Đây nè, bé Vinh lung linh bán cho ánh dương rực rỡ nè, thấy chưa. Còn sau lưng Vinh là duyên dáng bản lưng nè. Đồ thì mặc không vừa mà cho thì lấy hoài ốm thì không ốm được. Thôi xin lỗi không nói nó mập nha, em chỉ nói nó không được thôi. 11.088, hôm qua Diễm đi ra ngồi nói bà gán đừng nói người ta mập nha. Đừng nó lãng giảng như ma trước mặt chị hoài. 6624 70kg vậy đó mà lấy đồ 55kg mặc hoài vậy đó mà không biết chừng nào mà ốm. Lựa nghe mấy chị chứ biết lựa đồ đẹp hết trơn nha. Áo 300.000 mà đứng lựa đâu không có đâu, lựa áo chịu ngữ không. 6624 mấy chị ơi, 1250. Bông mới như quý vị xinh đẹp. Quý khán đăng giả đang xem đài buổi trưa phát trên phát thanh trực tiếp kênh sàm Việt của bé Vinh. Dây rắn vuông hả chị? Nè mày chụp cho tình yêu Kim Châu Sa Lê đi Duyên ơi. Còn nó Duyên ơi qua bên con gì? Thảo số đề nha. Chụp cho chị coi đi con. Dây bẻ tóc hả chế? Bẻ tóc nói hả chế nha. Lấy gì chị công nói chế nha. Nhẫn LV này em sell cho 1 triệu 1 gram. Em có chiếc duy nhất mấy chị, 1 triệu 1 gram. Rồi 10 triệu. Có 1 triệu 1 gram thôi. Đây, chốt đơn luôn em 10 triệu. Nhẫn em đang đem xem 1.250.000, em có 3 chiếc. Ok chứ Diệp Hương lắc 27.350.000 đó chứ yêu, lắc ban đố ra. Em nhớ ghê chưa? Chị nhớ siêu phàm không? 10 triệu. Thôi mấy chị đi ngủ, em đi xuống à. Mấy chị 3 tiếng mấy rồi đó. Ê Duyên hồi đó kéo là coi live stream mấy năm trước tôi live 4 tiếng rưỡi luôn nghe Duyên. Hồi đó sao xiên hơn giờ nghe mấy ba. Giờ làm biến cái gì á. Hồi đó nói dữ lắm. Nói cái miệng không lành da non. Nó hoài. Giờ ủa cái mặt trái tim này qua có lên cho em con. Đồ lạ đổi sao hả? Đổi lỗ ít, không biết đổi lỗ bao nhiêu nữa. 12.350.000 mấy chị ơi, một cái em sale cho 1.200.000 nha. 12.350.000. Bắt đầu một ngày mới bằng phong cách. Để em dịch lại coi. Bắt đầu một ngày mới bằng cách nhìn bé Vinh xinh đẹp. Trời ơi đúng rồi chị ơi, chị nhìn em là đúng rồi. Em làm đẹp nhất trong màn nhà mà, tại vì người làm em ai đẹp hơn em đâu mướn. Có một mình đẹp nhất à. Vậy nó ban đầu vô đẹp đẹp là em có ý định đó chị, em có ý định xấu với nó đó. À, cuối cùng cái giờ nó xấu rồi thôi cũng được. Con đang vui, con đang buồn nha con. Bình thường Tết hiện tại đó còn con thôi, con gắng cố gắng nha. Quay về quá khứ để mình vui vẻ lúc đó nha.
Tại cái nghiệp đó, cái nghiệp bỏ người ta đó con. 10 triệu nè con. À, 12.350.000 vàng là gì mà ai cũng dành với hả? Tha lên với Thảo Phạm nè. Lai dây đi hả? Dây giá cho em chiến xa quá mấy chị, em gà dây giá về chưa cái. Đấy đi, từ từ em đi. Em đi chiến này về là em có nhiều đồ cho mấy chị. Em đi Hồng Kông về em có nhiều đồ cho mấy chị. 1, 2, 3, 5, 10. Dạ bông tay 6.624.000. Ừ, để em làm cho. Em làm hả chế yêu? Vòng hả chế? Rồi, vòng đẹp đâu? Uống hai cái ổ vòng mẹ rồi, ê vậy chị ơi, đây. Trời ơi, cái vòng đẹp này mấy bà ơi. Đi tay 48, 49, 50 đều được. Em cho đổi luôn 10 băng lỗ 20 vòng này luôn nha. 10, 20, lẹ lên. 20.200 mấy chị ơi. Mặt dây sòn hả? Không có nhiều em ơi, bán bông, bán nhẫn dễ bán em ơi. Vòng đang về. Nhưng ơi, em nhắc cái bên chị Lý là chị về dòng mà dạy mụn chủ, đừng có về dòng ghép với chị nha Duyên. Chu nghe hát chị nha. À, đồ ghép ngưng chị lên lên đồ có chủ đi cưng. À, em order đồ có chủ nghe cưng, đừng đề đồ ghép với chị nha. 20.200, đội lô 10, bán lô 20. Dạ có chị, kêu lấy gì chứ công nói với chị nha. Chị muốn gì cũng được chứ á, quan trọng là chị đưa, chị yêu thương em, chị đừng đi đâu, chị đừng có đi ngoại tình ở đâu. À, đi chơi này chứ à, em nói với chị nghe, vài bữa đi chơi chứ cũng hơi lo lắng lăng tăng. Sợ mấy chị. Sợ đi chơi 3 bữa rồi về với bà đi ngoại tình 3 bữa. Đi thì đi, em về cũng phải quay về nha. Lá rụng cũng về rồi. Nhớ đừng để dính bầu bì vậy nghe mấy chị. Đừng có dây mê dễ má gì trơn, vui vui chơi, mua món chơi thôi. Đừng có kiểu mê luôn nghe mấy chị. Mấy bà ngoại thì ngoại nha, ngoại tình thì ngoại tình. 3 ngày trở lại với em, ngoại tình 3 bữa thôi, nhưng mà em nghĩ vừa 3 bữa chắc cũng không có bầu đâu hen. Cũng không có gây mê dễ má, không có sau này lòng vòng lâu kia nha. Dứt khoát giùm em. Mình ngoại tình một lần thôi rồi mình về luôn giúp em nha. Tôi nghĩ tới 3 ngày là tôi đi 13, 14, 15. Chiều 16 mình gặp nhau lại. Trời ơi, năm nay xác định là em nói mấy chị là đi tùm lum rồi. Đi Hồng Kông thì cũng đi đem đồ về cho mấy chị thì ok. Rồi em đi Nhật thì em cũng đem cái gì tốt cho mấy chị luôn. Thì cũng đúng, nhưng mà nghĩ nó tiếc quá mấy chị ơi. Chồng em rủ đi chụp hình xe nữa kìa. Mà em nói thôi nghỉ không nội thôi. Mà lỡ mấy chị đi ngoại tình tùm lum rồi sao? Rồi mấy chị gây mê ghẻ má bầu bì sau này nó lấn cấn tùm lum lắm đó. Tôi còn đang tính tôi bắt chồng tôi đem đồ bên Hồng Kông đó bà nội, cho quen bắt con cái gì vậy bà nội? Muốn hâm mộ lấy chồng mới hay gì? Mà cho bà chồng tôi bé đi chung nó thôi chị ơi, không được đâu chị ơi. Đây 13. Tính sao hả chị? Chưa biết tính sao, con lên tính tiền chứ tính sao. Đây em chốt đơn, đẹp luôn em. Đồ bệnh đem về chồng nó thôi, trời ơi tội nghiệp trời ơi, cho người ta về đi, công an bắt hết trơn quá. Dạ đi ngoại tình, ghen chứ mấy chị. Mấy chị đưa comment chỗ khác tôi biết đó mấy chị. Ghen đó mấy chị, mà suy nghĩ vậy nè. Ủa, mấy chị là thượng đế mà. Mấy chị cái kiểu là giống như dòng họ bên nội bên ngoại mà cấp trên chứ phải cấp dưới đâu, giờ ghen ghen. Thấy đi comment chỗ khác thì cũng đọc vậy thôi chứ cũng đâu dám nói gì mấy chị. Kệ chứ sao giờ. Mình bán đắt thì cũng mong người ta bán đắt chứ không lẽ tự nhiên mình bán đắt mình mong người ta bán ế. Mình thấy người ta bán đắt cái tự nhiên mình buồn. Thôi vậy xấu lắm. À, ngày xưa có tấm đó chứ giờ không có mấy chị, bỏ lâu rồi. Ganh tị vậy với quê em đầy. Còn giờ không có. Giờ không có ganh tị mấy chị ơi. 8330. 8.330.000. Ganh tị vậy là dê đầy mấy chị. Em có 3 chiếc nha, 8.330.000. Chị chắc đó phải đích thân với Vinh làm cho chị á. Em sẽ lấy hai cái dây em nói qua chị. Duyên Duyên. Dạ. Cưng qua bên cái quầy của Thảo số đề á. Em lấy dây cong 9D mà 4.5 em lấy ra hai cộng em nói với chị coi. Em lấy loại dày, chị muốn lấy loại dày hả chị Thảo? Có nghĩa là nó vừa vừa nó khoảng có 11 triệu. Còn lại mỏng mỏng khoảng 7 triệu, lấy loại 11 triệu đi cục cưng. Nhẫn giùm em 8330. Giờ bán mà nuôi được nhân viên là cũng giờ gồng gắm được một cái tiệm mà vài chục người. Là cả vấn đề đó mấy chị. Cả vấn đề đó. Ê chị mấy em này phải thương chị Vinh, like xong xíu xíu hung chị Vinh nha. Cực khổ lắm đó. Không ai hiểu đâu. Đây. À, đây rồi bán rẻ, chịu 250. Thấy không? Mày nè, lại hôn tay đi thôi, tao kể cho người ta nghe hết trơn đó. Mày chết mày khỏi về nhà được. Ờ, lộn con, chơi chơi.
Ủa không coi có đâu nhỏ không? Nè này được không? Đẹp quá nè. Này nhỏ. Coi dòng bi trong đi ba, từ từ cắt bơi. Chung đi nha. Em sale cho 1.250.000. 14.700.000 đẹp nè, hôn ra liền mày. Không, mà mày hôn chỗ khác nha, chẳng hôn lỗ tai. Bandu da hả? Giờ Cúc ơi, Cúc ơi, Cúc cô, tao giao bandu da cho mày, mày giao trên lầu, mày tự xử xuống được không? Duyên, cho em nó bán tội nghiệp. Nè tình yêu, ổ Duyên ơi, với lại em ở bên kia 50 cái ruột dòng man đó chị Duyên. Chị ơi đi 54 thì theo thai khóa thôi, bao đẹp luôn em dầm bụng. 14.700.000 14.7 nha, đồ bi này hôm nay mua không dưới giá 1.450.000 đâu mấy chị ơi, quý vị khán thính giả ơi. À, em xin giới thiệu trân trọng, đây là một cái dòng bi 5 bi sáng lung linh rồi mà em sáng hơn kim cương. Sáng hơn ban ngày, sáng hơn sao băng, sáng hơn Ngọc Trinh. Rồi không chốt, à chốt móp su ly. Ngọc Dung. Nói gì mà không chốt. Tao nói quảng cáo kiểu mà giống như cái kiểu mà không không mua là chết liền luôn vậy đó mấy chị. À, không mua mà chết liền luôn, 14.700.000. Hôm qua đi tập tạ nghe máy kia nói, chị Vinh ơi, chồng em nó ngồi nó coi ra nó coi chị, nó nói trời ơi chị làm như là cái kiểu là cái đồ này nó đồ gì vậy đó, không mua là không được liền vậy mấy chị. 14.700.000 nè con. 14.700.000 chào Minh Minh Nguyễn. Banh mềm 25g. Chị nào xài mặt lớn mấy chị, cái này ở trên xì phố người ta bán cái da. Mặt này giá 1.400.000 nè mấy chị, em bán 1.100.000 nè. Em còn cái em tặng nè. 14.700.000 hết rồi, em để người đầu người sau, để chốt bằng Duyên ơi, tao sợ người ta chữ tao quá Duyên. Chữ chắc có chữ rồi đó mấy chị. Dạ, rồi đừng đưa tao nghe nha, giải quyết mình lên nè. Ăn uống không đưa mà ai chữ vô kêu tao liền vậy đó. 22.847.000. Dạ nhà này nhân viên rất là biết điều nha mấy chị, rất là đền ơn đáp nghĩa nha. Dạ ăn uống ăn mình lên đây cả nhà, nhưng mà tới chị nào mà nhắn tin chữ câu thứ ba là đưa em giải quyết nha mấy chị. 22.847.000. Dạ nhà này rất là biết đền ơn đáp nghĩa, rất là dễ thương. Mặt này có 30.000 mới mua được đó. 2.200.000 em hết rồi. Duyên ơi, chu mi hả? Vinh đi Duyên ơi, chu mi hả? Chụp hình cho chị Thảo, chị Nguyễn coi đi. Nào đi. Chị nói là muốn cho em đi đâu? Đi ngựa không? Chị có đi ngựa sợ với em chưa? Thì mày đi cái mày đảo vô liền. Vậy mày kêu con Kim Anh đó. Kim Anh. Thị dễ mày đó. Kim Anh đi. Kim Anh ơi, Kim Anh ma cà gồng ai cũng đi đi con. Em xem cho 1.000.000 nè, mua đi chị, nó mua là em đeo nha. Cái bông này nè, em đi em chuẩn bị nghe em lên về boss gì ơi kìa, trời ơi. Em dọn như một con công con búa luôn nha, chút xíu về em dọn rồi đó. Em sale cho 1.000.000 nè, 7.360.000. Nước ép BB Swan 1K hả? Khoảng 215.000 em ơi, mà cái đó chị phải đặt cho em á, bây giờ chỉ còn có 1V thôi. Nước ơ 1V BB Swan Baseline nặng 1 carat. À, giấy Mỹ luôn, 155.000. Mặt xem 1.000.000 lỗ tục quần Yến ơi, Hiền ơi, Hiền kén ơi. Em muốn chị ở chuồng đi ngoài đường cái gì đó. 1.100.000 là chị muốn ở trần rồi đó, chưa có ở chuồng thôi. Rồi 7.360.000 mua đi, mua em đeo gắn 1.000.000 nha mấy chị ơi. Hù tới vậy luôn á. Rồi chị Phan Kim bà nghe tôi, bà hù bà sợ rồi. 7.360.000. Thương em nghe. Gì cũng hiểu nè. 7.360.000. Rồi lắc tay với danh xe 1.200.000. Chị Quyền Trăng này 7.360.000 mã sao nè. Khúc đầu hả, để như kia đi nghe Duyên khúc này nữa, lấn cắn nó bị chữ dữ lắm, chị không nói hả Duyên ơi. Đổ Nguyên. Nói chuyện dễ thương cũng chết vậy đó, mà mỗi lần mà tôi há họng ra livestream là chồng tôi nói ông sùm quá, tắt đi vợ ơi. Ai cũng nghe cho nghe ghiền giọng em chơi mấy chị. Có người nghe ngủ luôn nghe mấy chị. Mấy chị ơi nghe ngủ luôn, rớt máy ngủ luôn, thức dậy em còn nói chuyện hoài luôn. Rồi em sale luôn cho cái dòng dạng Lý Trường Thành, 1.200.000. 1.350.000 chứ Thảo ơi. Mệt đó chị, em kéo nhựa đó, kiểu như bắp xanh vậy đó. À áo em xanh làm anh lanh quanh đó chứ. Dạ. Ờ cũng đúng. Dạ. Em lanh quanh với em chứ, em mến em chấm với chị ơi. Nhiều nhân vật khoái lắm à. 10.440.000.
chứ sâu xấu này lúa lùng tập chứ có duyên lắm. Cái chuyện tào lao mà có duyên lắm mấy chị ơi. 10.440.000. Xem 1.2 triệu. Đây chế 1212 12. Cái giọng đó, cái đó mua đi Hiền Ken ơi. Thương chị Vinh cho. Rồi nói chuyện cổ họng bây giờ nó bự bằng cái mặt luôn rồi nè. Mà không mua. Tao nghiệp mua đi cho có tiền uống thuốc. Em mê baby lắm hờ. Trời ơi baby là dễ thương nhất mà. Khùng thì không ai mà bằng cấp cùng bằng em đâu. Rồi cái kiền bi này em có 3 màu nè mấy chị. Mà đẹp lắm mấy chị, chủ đạo đó màu trắng cũng nhiều nha. Cái bi 3 màu nó ít lắm. Em chốt đơn cho 1250. Rồi cân em chị Dính này đi. Mày không canh tao quýnh mày đó. Mày đừng nói giọng điệu mày với tao. Rồi Nguyễn Hương mã sao. Mày nhớ nghe mày y một chỗ mày bơm tao nào tao xúc xúc mày cũng đó luôn đó. Đá cái vàng về xong bé luôn. Em xe 1.350.000. Có vỗ hoa mai to. Sali ba tục nó hết rồi. Còn đâu 1512 1250 kiền cổ. Mua xong chuyện này muốn để màu này cũng được. Tại chủ đạo nó màu trắng nhiều. Màu hồng với ba màu ít lắm. Hoặc là muốn si trắng. Ok với Vinh si liền. 18.900.000 nha mấy chị. 18.900.000. Like chứ em xóa đó nha. Diễn theo dõi like đó chị đi. Tại like đó để là nó tiêu đời cô lụ luôn mới đặt được. Rồi kiền cổ. Sao con kêu anh Hào ơi nữa nha không? Chưa đâu con, bình thường mà mình còn dành lộn được mà con. Mẹ sao lưng con mà. Hên xui rồi nha, chứ mẹ 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 mới lao ghẻ chanh chứ phải cổ thụ. Dễ buông lắm. Nguyễn Lan Khánh Kiều hết. Trời bạn Hiền báo vui giùm mình. Cái này tao bán 1.400.000 một gam thôi, không nhân nha. Không nhân đây nha. Mấy chị ơi, bơm gảnh cười được, bơm này được, cái này khó bơm lắm ông nội ơi. Gán đừng có nhăn nha, thứ nhất nhăn nó già, thứ hai nó tốn tiền. Cái mặt này tao bán tới 29.400.000 đó cả nhà đó. À, mình cứ cười tươi, cười tươi, cười tươi. Giống như Mai Ly mà mỗi lần mà chụp hình với người ta cười lên chị ơi. Gán như mà giường bông chị ơi, cười lên, cười lên, cười lên. Cười hai bà cười mặt xấu quắc mà cười hoài vậy đó. Ok chị Thảo Phạm, cảm ơn, thấy chưa, cũng có người thương em. Tại em bắn lỗ một tuôn em. Rồi chốt đơn. Năm mới. Dạ ta mua rồi, em cảm ơn chị, không sao. Hết tiền đâu. Phụ nữ mình nhiều tiền để nhiều chỗ lắm, có hơi suy nghĩ chút thôi. Em về nè mấy chị, có tiền chứ em mua túi em cũng suy nghĩ. Chồng em nói em. Chồng em nói thích gì mua mẹ đi suy nghĩ gì nè. Thôi suy nghĩ chứ mấy chị. 3.024.000. 3024. 3024 mặc vô cho cô Thảo Phạm cho con. Dòng trái tim em chốt luôn cho 1.150.000. Bên hông Amaro bên trên ghép. Con vô mặt cho giấy chưa? 3024 mình đang nè. Không mệt rồi mấy chị ơi, chắc em nói chuyện từ giờ cũng 3 tiếng rưỡi rồi đó. Con em xuống nha, em giữ giọng để mai làm tiếp. Làm quá cái mai em đuối à. 23.800.000 mấy chị. 23.8. Bông vàng hồng này em chốt 1.200.000 gram. Em có hình như còn đôi hai đôi. Bông mới nha, em còn như hai đôi mấy chị. 11.975.000. Tay lắm mấy chị ơi. Đeo một đôi gì thôi là tay. Chồng em giống đi kiều á chị. Dạ tưởng ổng bên Trung Quốc đồ này là Đài Loan đồ đó, mập lù u nu có cúc, tưởng bên Đài Loan về cưới em vậy nhí ổng á. Đổi dài hơn á chị. Ok chị gửi xuống đi, em kêu mấy cái dây chốt cơm em thêm chút xíu tòng tan vô đi con. Lỡ có mấy chị mà hơi ú không mẹ thì phải đem chị đi đeo vậy. 11.970.000. Xem 1.200.000. 11.970.000 rồi, kết thúc tại đây nha. Mai gặp lại nha cả nhà. Like chứ bé xó rồi nha. Bây giờ để like này thôi. Ok.
Ồ đẹp chưa, 11.900.000. Lắc còn ten không ai chứ. Trả lời tình yêu Thảo Thảo nè. Rồi chị Pha La lấy nè. Ôi còn dòng nhiều đẹp đẹp quá trời luôn nè. Thôi chơi luôn nha. 1250. 1250 cử dĩ duyên. Thì cười ta. 125. Em chốt đơn 50, 52, 54. Nhìn nhìn mẹ vậy. Dòng tay là 1.250.000 một game ấy chứ ơi. 14.60. 18.250. À chị đăng like. Rồi ok, cần chút gì đèn mềm. Rồi rồi. Rồi rồi ok cần. 18.250 mấy chứ ơi. 18.250. 18.250.000 đẹp lắm nha mấy chị. 1.500.000, 1.600.000 một game chưa mua được nha. Bông tai siêu đẹp. Trời ơi tiền đâu thì lấy đó đi con ơi. Đừng có đợi chờ gì chứ nha. Thời buổi giờ nha. Tiền đây, tiền đây. Hà Thái tiền lắm à. Rồi 18.250. 11 pha la. Đi đâu giờ bé bé gồng. Nay chỉnh cái màu ác đây đẹp hơn. Nhưng mà đẹp mà đúng không? Ai thấy em đẹp thả tim. Ai thấy em xấu thì thả mặt cờ. Còn ai thương nữa phóng xanh cho dài cái nút hung đi. Đây. Mai tiên chút luôn, mong nó có luôn. Mày nói chung lại là chung quy là em đẹp không chị Kiều Lan. Mà nói em tiếng cho em biết là chị Kiều Lan. Cho em biết cái nhan sắc của em nó như thế nào đi. À, nó có đậm đà đồ như thịt con vịt đâu không chị? Ờ không gà thèm con vịt nha. Cái chị biết ba nấu cái thịt con vịt ngon và ba nghĩ cái tôi cũng hơi thèm. 1250 mà đồ bi đó mấy chị, dòng này có 30 triệu đó quý vị ơi. Đây mấy chị, trời ơi. Ồ, ca sĩ diễn viên gì like 3.000 người, còn 300 người đó. 18.250.000. Chụp bông tay cho Hiền Trân xem hả? Ồ, đẹp mà nhìn không quen hả? Ừ, giờ để mai em nha, em like cam thường cho chị nhìn em quen nha. Ok, em sẽ theo chương trình cho mấy chị luôn. Thôi kệ, gắng nhìn giùm em xíu đi, em đẹp. Đợi giờ mấy chị người ta làm mấy cái app không cho em like mấy cái app cái mấy người ta buồn, mấy người làm app buồn. Buồn cái họ hay bị stress chứ họ đi tự dọn cái tội nghiệp. Em xem cái dòng lưới luôn 3.000 gam, 48, 49, 50 đeo được. 754 xem 3.000. 9.800 mấy chị ơi. Trời cái dòng 9.800. Dạ 53 triệu qua chế ơi, chế Nguyễn Nga ơi, 54D VS1 nha. Cái viên VVS cho em hết rồi, em còn 2 viên VS1 nha, nào nói trước nè. Trời không lẽ mỗi tối em nhõng nhẽo không khóc cái sáng hai con mắt em đẹp quá mấy chị. Mấy chị nó có mí á con. Cái mí nó bự lên. Đẹp. Dòng tay lưới 1.600.000 mới mua được, em xem 1.300.000 mấy chị. 9.800. Em đẹp em có quyền hả chứ, không có đâu. Em đẹp, em được mấy chị thương, em có quyền. Ủa dòng này 18.250.000 đẹp lắm nghe mấy cả nhà. 18.250. Em lên cái mã nhãn này đẹp quá nè, em lên này đi em xuống. Em có 5 chiếc rồi mấy chị. Nhãn này em bao mấy chị là siêu đẹp. Xem vòng tay lưới chị hai lưới thì lấy lưới nào, lưới 9.800 hay lưới kia. Rồi nhẫn này em có 5. Đây mấy chị, em có 5 nhẫn, nhẫn bông mai. Rồi chốt đơn luôn em 1.250.000. Rồi Trần Hương 9.800. Lên đơn 98. Rồi em có 1. Annie Vinh để mã sao rồi bé ơi. 98 2 hết. Rồi nhẫn chốt đơn giúp em 4.688.000. 4688. Và Kim Hương Dính đang coi giả đó. Chị nhỏ nó giả đó, nhỏ gì kỳ cục. Đây đó. Rồi chốt đơn em có 5 nhẫn 4688. Em có 5 mà mấy chị ơi, đẹp quá nè, 4688.
rồi xong này xuống nha, mai làm tiếp. Cái chị comment mua hoài cái em bán hoài, nó 3 tiếng rưỡi rồi, nó nãy em like 12 giờ rồi em xuống đó nha. Bye bye mấy chị yêu, mai gặp nhau, mai 12 giờ gặp nhau nha, bye bye mấy chị.